Mình đi đến chùa mình nghe được một phương pháp rồi, nó có thể thay đổi cuộc đời mình luôn. Từ cái tài thí nó sanh phước báo. Mà có phước báo rồi mà càng làm thì phước báo càng dày. Mà con người đã có phước báo rồi, con người nó phóng khoáng liền vậy đó. Còn con người mà thiếu phước báo là con người mình nó eo hẹp. Hiểu chưa? Thiếu phước báo nó eo hẹp. Con người mà phước báo nó càng tăng thì từ cái sắc diện con người nó cũng càng ngày càng thay đổi tốt đẹp. Phước báo nó sanh ra cái tướng tốt. Còn con người mà khi nó hết phước là tướng nó xấu từ từ. Héo hon, khi nó sạch phước chết queo. Chứ sao? Sạch phước là chết luôn đó. Đó. Nên cái việc mà cái tâm bố thí nó hay dữ lắm. Ví dụ như mình có tiền nhưng mình đứng ngay chăng ở chỗ thùng Tam Bảo. Không có tiền rồi đứng ngay thùng Tam Bảo di chợ. Thấy người ta bỏ vô người ta cúng dường. A Di Đà Phật. Tôi không có tiền, tôi ngồi cho thùng Tam Bảo chơi vậy đó. Tôi ngồi canh thùng Tam Bảo. Ai cái lợi bỏ vô cúng dường. A Di Đà Phật. Trong bụng tao biết tao nói chắc mày canh đang giật cái tiền. Không có, không có. Yên tâm đi, tôi ngồi tôi tùy hỷ thôi. Tôi không có tiền. Nên tôi ngồi ngay đó tôi nhìn nhìn ta cúng dường. Tôi sanh tâm quan hỷ. Cứ ai cúng là tôi ai chứ đạo Phật cả. Học cái này, cái câu này công nhận nó mới. Nó hay công nhận nghe quý vị. Quá hay. Thấy chưa? Đúng không? Nghèo quá không có tiền cúng dường chứ mà thấy ta cúng dường. Thì bắt đầu là mình như thế nào mình sanh tâm quan hỷ. Chứ đừng có thấy ta cúng dường ta bảo nó người ta khổ muốn chết. Không chịu cho người ta đâu, cứ bỏ thùng Tam Bảo hoài. Cái tâm đó tiêu luôn á thị ơi, không phải giỡn đâu nghe. Rồi thêm là không hiểu á. Không hiểu đó, khi người ta cúng dường người ta phát tâm, người ta cúng ví dụ như 10 triệu, 20 triệu. Cái tự nhiên mình nói, thôi 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 cúng ít thôi. 10 triệu, 20 triệu nhiều lắm. Cúng chi mà giữ gì. Đâu, tiền người ta cúng mà mình đi nghịch lại. Đâu phải vậy, tại dạy ác tặng chưa. Quá dại, đúng ra mình nói một câu trời cúng chỉ có 10 triệu, 20 triệu, chùa này xây quá trời, cúng đại 50 đi đó. Đúng không? Ok, cái bà kế bên nói, trời trời chị không có tiền mà sao chị cúng, chị chơi dữ hiện nay. Tôi mà có tiền cho chị tôi cúng 100 triệu, 50 triệu nó, mình ăn thì hết mà mình cúng thì còn. Chị lo gì, tại tôi không có đó. Nhưng mà chị, tôi suối chị cúng tôi cũng có phước nữa. Chứ tôi mà nghịch lệ tôi tổ phước tôi thì sao, tôi đâu có dạy chị. Hiểu không? Cái câu này công nhận hay nghe. Mà mình không có tiền, mình ngồi ngay cái kế thùng Tam Bảo mình cứ canh hoài vậy đó. Cứ là nên nó nào nguyên một cái buổi mình ngồi với nó, mình vừa niệm Phật mà mình vừa ngồi đó mình ai ai lại mà cúng dường mình ai gì đâu Phật, cứ làm hoài vậy đó. Những đức nói quý vị mà khéo tu vậy đó, nghe một cái chuyến đi việc phước nó lớn biết bao nhiêu, nó có khi chừng về vừa về nhà cái tự nhiên người ta lợi, người ta cho công việc làm ăn phát đạt liền đó. Cái tâm tùy hỷ nó thù thắng lắm quý vị ơi. Tâm tùy hỷ rất là lớn. Rồi mình làm xong mình chỉ người ta làm. Bây giờ chứ bây giờ mình nghèo mình tiền đâu mình cúng dường đây. Mình tao sanh tâm quan hỷ tùy hỷ. Nà, rồi bắt đầu là mình chỉ người ta. Chị tôi có tiền cho chị nghe. Tôi mua một số máy nghe pháp, máy niệm Phật cái gì tôi cho bà con chờ sớm. Sẵn cái chuyến đi chùa làm quà cho dòng họ mình. Tại vì tôi không có tiền, tôi suối gì làm. Giờ mình suối ta làm từ thiện mình có phước liền đúng không? Chứ mình kêu người ta đi làm việc ác là mình có tội. Mình kêu người ta đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật tặng cho người ta à. Tại vì máy nghe pháp, máy niệm Phật chùa mình đặt nhiều lắm. Mà đem tại gốc về rồi mình đưa ra lại để cho quý vị đi tặng khắp nơi nơi. Chứ những đức không có phước đâu mà cho hoài. Đúng không? Nên từ nơi đó mà có tặng. Bữa 21 một người một cái máy niệm Phật đều hết. Mười mấy ngàn người rồi, người cái máy niệm Phật hết thì mười mấy ngàn cái máy rồi. Rồi tượng Phật như Đức làm rõ ràng mà. Tượng Phật chiến này chúng ta đặt người ta làm cho mình được có 500 bộ. 500 bộ tượng Phật. Một bộ tượng Phật là hơn 1 triệu. 500 bộ tượng Phật. Rồi bữa 21 thì lễ xong rồi những Đức có đặt 10.000 cái bánh. Mà chiến này cái bánh bự lắm. Thấy chưa? Tại thấy đại chúng chùa mình, quý vị, chúng chùa mình ta công việc người ta làm suốt mà. Nên cái bữa cuối cùng cho nhà bếp nó gọn lại. Mình tính vậy thì cái ban phục vụ làm hoài cũng được quý vị. Nên chiến này chia ra bên đây làm được ngày,
đỡ cho bên hộ pháp. Rồi bên Đại Tùng Lâm một ngày đỡ bên hộ pháp. Rồi tối 19 xong hết trơn, cái mình về hộ pháp bên đó là 20-21 bên hộ pháp chịu 2 ngày. Còn bây giờ được hai bên đây chia được 2 ngày. Chứ lúc trước là bên hộ pháp làm suốt luôn 4 ngày mà. Còn bây giờ chia ra được 2 ngày rồi đó. Để cho cái ban tổ chức này người ta được làm, để người ta trưởng thành cái ban tổ chức lên. Tại vì lễ lọc mà đông đúc người ta làm, người ta giỏi luôn à. Ở bên Đại Tùng Lâm thì cái tổ chức đó thời gian lâu hơn đây. Nhưng mà quý vị thấy bên đây mới qua nghe quý vị. Nhưng mà quý vị thấy rằng là quý thầy, quý chú bên đây rất là giỏi đó. Tuy chùa mới nhưng mà như những đức ở trên đưa xuống tư tưởng cho những quan độ làm cũng giỏi. Với mấy thầy ở đây giỏi, làm sắc lẻm à. Rõ ràng gọn gẽ hết trơn luôn quý vị. Nếu mà cái công trình xây dựng này những đức nghĩ rằng chừng 2 tháng nữa, tháng 2 tháng gì nữa là chắc những đức nghĩ có chừng díu âm lần sau là có chừng nhà này mình ở ổn định dữ lắm. Lần này vô ở là có phòng chưa có cửa. Cửa làm chưa xong. Vô ở trước luôn. Thấy không? Mà công nhận thì cái chùa niệm Phật nó đặc biệt quý vị. Xây chưa xong mà người ta đã đến ào ào. Không, mình nghĩ là cái duyên Phật A Di Đà, duyên Quan Âm, cái duyên Đại Thế Chí lớn quá. Cái duyên Tây Phương Tam Thánh quá lớn. Nên tự nhiên cái nơi mà niệm Phật, niệm Quan Âm là tự nhiên cái nơi đó duyên thù thắng. Thì coi chùa xây chưa xong mà ta đã đến ào ào rồi quý vị coi. Mà giờ này chưa nghe. À giờ này là chung chung thôi. Chiều nè bắt đầu là đòn đến ào 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 nè. Giờ này là chưa đâu. Nhưng mà cái số lượng người ta đã ngồi quá trời rồi đó quý vị. Đó. Thì công nhận thì cái chương trình lễ Quan Âm, công nhận cái duyên Quan Âm lớn thì quý vị. Cái duyên Quan Âm là quá lớn. Nhưng mà cái duyên Quan Âm lớn mình về đây mình giới thiệu hạnh nguyện Di Đà thì đúng là tâm nguyện Quan Âm luôn rồi. À, rõ ràng, thấy không? Nó thì quý vị biết rằng là những đức cứ là nhiệt liệt hết lòng là từ tài thí pháp tí vô ý tí, những làm tới luôn vậy thôi. Có tiền bao nhiêu là những đức cứ nuôi mấy người già trong chùa. Rồi xong bắt đầu là cứ là dư chút đỉnh là gửi cho hòa thượng ngài sĩ chùa để nuôi người già tiếp tục. Nó nên hồi sáng mà những đức mà nói chuyện đại chúng như đức nói một câu rằng cứ là gặp hòa thượng chạy đến đảnh lễ hòa thượng, gặp quý thầy chào quý thầy, mình là người Phật tử là như vậy. Gặp hòa thượng cái là như thế nào, chạy đến gặp hòa thượng, con chúc hòa thượng sức khỏe nghe. Trời ơi hòa thượng xây chùa đẹp quá, chùa thượng quá đẹp, hòa thượng ơi chùa thượng mát quá. Cái cảm giác, cái cảm giác người ta làm một cái gì đó. Thí dụ như những đức giảng pháp đi, quý vị nói ô thầy giảng hay quá. Cái cảm giác người ta nó vui lắm, bộ giảng đâu chẳng người ta giảng pháp cho mình nghe, mình nói người ta giảng hay, người ta vui rồi thêm tay mình vỗ tay rồi đó, nó cũng hứng nó giảng. Chứ gặp mà người ta giảng mình ngồi dưới mình làm nè, mặt mình cương. Hoặc là mình ngồi dưới mình ngồi chứ mình đau chứ mình nói kêu xuống đi, thấy không? Kiểu là xong rồi quý vị, là cái người ta không có giảng được nữa, không có mang tâm tỳ hỷ á. Nói không, giờ hòa thượng ngày xây chùa vậy, cái công ngày, cái tính toán ngày cũng cực. Nhưng ngày có cái duyên ngày xây chùa. Bây giờ ngày lớn tuổi thấy đông thì chạy xe điện qua. Ngồi nhìn. Vòng nhìn qua vậy đó. Cứ qua chạy qua nhìn. Cái tâm trạng tuổi già mà giống như mình mà già mà con cái con cháu đến thăm mình đông mừng. Trong cái tư tưởng người già là vậy đó quý vị. Người xưa người ta nói là người già là thích con cháu quay quần bên mình. Tại vì người già người ta cảm giác người ta bị cô đơn đó quý vị. Thấy không? Ít ai ngó ngàng người ta cô đơn á. Nên tại sao mà người già ở ngoài đời người ta buồn cái mặt ta héo hon? Tại vì con cháu đi làm ăn không có ngó ngàng, không có thăm lơm nên tuổi già buồn. Còn mình còn trẻ thì cỡ nào cỡ mình cũng đi đầu này đầu kia, mình chơi người này người kia. Mình đương thờ người ta tìm mình thì cũng vui. Nhưng mà già rồi yếu rồi cứ ngồi chỗ héo hon, ngồi trên chiếc võng đầu đưa, cứ buồn cái trông chờ đứa con này đứa cháu nọ đến thăm mà nó bận quá nó không đến thăm, rồi giết ở trong lòng cảm thấy buồn giết rồi sanh tâm phiền não, rồi trách thằng hai thằng ba con tư con năm, bây giờ tụi bay lớn hết tụi bay không có đến thăm tao, hiểu không? Nó rồi xong mà con cháu mà hiểu đi, mỗi lần đến mua cho gói trà cái bánh, tuy là nó không có là bao nhưng mà cái cảm giác là người ta nói là mình còn quan tâm người ta, gói trà cái bánh gỡ nó con thăm bà, nắm tay lợi nắm tay đồ, mẹ khỏe không, ba khỏe không, là bà khỏe không, ông khỏe không, một câu nói của mình vậy mà trong tâm trạng vui. Rồi xong cái vài trăm ngàn triệu gì bỏ trong túi nhét vô túi,
Tiền có xài gì nhiều mà lâu lâu ngồi tại buồn không ai chơi, nên móc tiền ra điếm tiền, phải không? Tuổi già là vậy đó, cứ là móc tiền ra điếm tiền rồi cái an tâm rồi cái vui. Nó cái đầu đi phe cho người này người kia, nói à ba nó qua nó cho tao chịu này mày, mà gặp ngay thằng út mà nó ăn nhậu nó mẹ đưa cho con uống rượu đi, cũng có vụ đó nữa đó quý vị. Nó vừa phe có tiền là đi phe, là ba nó cho tao tiền này mày, cái bắt đầu thằng út nó cứ lỡ cái lòng nó bộ ngọt nó ngọt cái vụ cái nè mày lấy 500 ngàn đi mày, để tao 500 nghe. Cái bữa sau nó lại nó dụ cái nè mày lấy luôn 500 đi, nó cho tao có 1 triệu mày xài hết trơn. Nó cái gì có nó sao mày không có nghe quý vị. Nó nên á thì hòa thượng ngày lớn tuổi rồi ngày xây được cơ ngơ gì mà quý vị về tu á, thật sự mà nói quý vị biết rằng hòa thượng ngày rất là vui, ngày đi vòng ngày cứ nhìn trong lòng ngày vui dữ lắm. Nên mình chạy đến hòa thượng mình nói hòa thượng con nguyện tam bảo cầu chúc cho hòa thượng sức khỏe, hòa thượng sống tới 120 tuổi luôn. Hòa thượng xây chùa đẹp quá, hòa thượng xây chùa gì đâu mà ngay hàng thẳng lối giống thế giới cực lạc quá, mà chùa gì đâu mà mát quá. Hòa thượng nói ơ vài bữa tao mới xây nữa. Hiểu chưa? Cái này là 100% luôn đó. Nên ngày vui là ngày xây hoài luôn, tại đất còn bao la kiểu bị bao mà nó không miếng đất bự kìa, mà nó dài là tốt rồi đi viện Điện Hòa luôn, đâu phải có 1 khúc gì đâu. Đây tới 20 mẫu mà xây có 1 khúc mà còn đắt quá trời. Xây nữa, xây thêm ngôi chùa nữa, xây nhà dễ dài thì Điện Đức thì ít gì cũng tuổi còn trẻ thì chắc chắn là Điện Đức nuôi người già rất là nhiều đó. Thì bây giờ hòa thượng cứ xây đi, Điện Đức nuôi sạch nhất hết, bao nhiêu bà già nó cũng nuôi. Không có tư tưởng Điện Đức mà nuôi người già đó nghe quý vị. Điện Đức có thể nuôi 2000 bà già cũng được, không có ăn thua với Điện Đức đâu, nó thiệt luôn đó. Tại vì Nhà Đức có một cái tư tưởng sắp xếp cái đầu Nhà Đức sẵn hết rồi. Nhà Đức làm, Nhà Đức có sự tính toán với Nhà Đức có duyên là Nhà Đức nói chuyện với bà cụ bà nghe. Chỉ có cái quan trọng là mấy bà cụ bà thích, bà quý Nhà Đức thôi à. Bà nghe lời Nhà Đức nên Nhà Đức nuôi bao nhiêu bà già cũng được chứ. Với một nên Nhà Đức chỉ cần đi đến cái là mấy bà cụ bà giống như bà vừa nghe lời mà bà vừa sợ Nhà Đức. Lạ lắm. Nên từ như đó mà Nhà Đức rất là tự tin, Nhà Đức thương các cụ già được. Nếu mà mình thương được mà mình dạy không được, mình nuôi được mà mình nói không được, vậy là mình thấy mình không có gì, làm không được. Nhưng mà những đứa thấy làm được. Nó nói về cái việc mà chừng 2000 người già là những đứa nuôi được, là chưa tính chúng trẻ nha, là khoảng 2000 người già nhà đứa nuôi được chắc chắn luôn. Mà những đứa cứ nói với mình rằng là cái cuộc đời mình đi đến với cái cõi đời này, mình tại sao mình không làm một cái gì đó nó xứng đáng trong cái cuộc đời này. Có nghĩa là một con người còn trẻ nó phải có một chí hướng lớn một chút. Ví dụ như người ta ngày xưa người ta có thể là vì danh lợi người ta có thể lập nên công danh cuộc đời người ta. Học hành xong người ta lập một công danh, người ta làm một cái việc gì đó, mà đó là đạt được cái công danh của sự nghiệp thế gian. Còn bây giờ mình học Phật rồi mình đi đến cái chỗ xuất thế gian Pháp, mà mình làm luôn thế gian để đi đến chỗ xuất thế gian. Cái này mới tuyệt vời. Đa phần người ta có thể làm cái chuyện thành công của thế gian Pháp, mà mình tại sao không đi đến cái chuyện Phật Pháp để làm chi? Để nó thành công cái thế gian Pháp và tiến sâu vào xuất thế gian Phật. Cái này nó là cái quan trọng nè. Nên tất cả những người trẻ tuổi hay những người mà lỡ trong cái cuộc đời mình gãy gánh về chuyện vợ chồng mà sức khỏe vẫn còn, thôi đừng có đi chấp gánh nữa. Gãy rồi đừng có chấp nữa. Bây giờ quý vị chấp vào ngôi tam bảo này đi, phải đem cái gánh gãy nó phân nửa lại đây, từng đứa cho thêm nửa gánh vô. Vậy đứa nói thiệt thì nên chấp vô đây là hay nhất à. Chứ đừng có cầu may cái chuyện thằng chồng kia nó nhậu nhẹt quýnh đập, may mắn sao có thằng chồng này nó không có đánh. Thôi đừng có cầu may cho đó, cầu may cho đó sao thấy hiu hắt quá. Hiểu không? Thôi bây giờ mình đi đến đây mình nghe tư tưởng gì rồi, mình thôi mình phát tâm mình cuộc đời còn lại của mình cùng nuôi người già với ông thầy này, mà đi với ông thầy này ngon khỏi đẻ. Mình đi với thằng khác thì mình đẻ nữa. Hoặc là mới về nó thương yêu chiều chuộng mà thời gian nó đánh. Cái kiểu mà vừa xa chồng đồ này kia, nó gặp mình nó nói em thằng chồng em tại nó không hiểu, nó không có biết thương hoa tiếc ngọc. Chứ em mà nói mà làm vợ anh là anh thương dữ lắm.
anh lo đầy đủ, không bao giờ để cho em làm động móng tay. Một hai tháng nó không cho động móng tay, thấy không? Rồi là vài tháng sau là nó cho động. À, thường là vậy đó. Mới đem về một cái tháng đầu nó thương dính lắm, nhưng mà bắt đầu là từ từ là nó cho làm việc cho mà thấy. Không có giỡn đâu nghe. À, nên từ nơi đó đó mà lỡ trong cái cuộc đời mà gãy gánh rồi thôi, chắc mình hết nợ đàn ông rồi. Thôi hôm nay mình chấp vào cái nợ của Phật pháp đi. Mình duyên với Phật pháp đi. Nó như mấy chú đồ mà bị vợ bỏ rồi gãy gánh rồi đó. Thì thôi còn cuộc đời nửa cuộc đời sau này mình vô chùa nuôi người già, làm những chuyện ý nghĩa như mấy chú trong chùa này, thấy chưa? Nó rồi mấy cô thì xuống bếp đồ nấu ăn rồi cho người già, cuộc đời còn lại không có gì danh lợi cả. Ồ, sống những ngày tháng đúng là phô phớ. Ừ. Mà hay lắm quý vị, có nhiều cô đi vô chùa mình đó là ban đầu mới vô nhìn thấy bèo nhèo lắm, nhìn mặt mày bơ phờ buồn quý vị, hết năng lượng đi mà xách cái giỏ đi vô mà mình tưởng đâu là thằng kinh. Cái giỏ đi mà cái kiểu mà kéo cái ba lô quý vị, kéo ba lô mà còn chắc thêm cái giỏ ở trên cái ba lô, rồi kéo đi mà cái đầu ngoan ngoéo ngoéo, kéo đi giống như bơ phờ quý vị, mình tưởng thần kinh vô chùa. Vậy mà đi vô chùa nghe quý vị, những đứa đâu có dùng phương pháp gì tốt đâu. Chỉ cho niệm Phật thôi, và nấu ăn với bà cụ, lau nhà trong chùa chiền vậy thôi, làm việc vậy thôi, nhưng mà có cái là không lo cái chuyện cơm ăn áo bặn, không có bận tâm cái gì, rồi mỗi ngày được niệm Phật thôi. Nhưng mà vài tháng sau tự nhiên nương nưỡng ồ ghê. Có cái chú kia mà hai vợ chồng vô tu, chú đó kia chú cao cao qua đang tu rồi, ở bên đây còn vợ bên hộ pháp. Thì quý vị biết rằng là đầu cấp mà hai chồng mới vô, chồng cũng ấm nhơm, vợ cũng ấm nhơm, nhìn bèo nhèo. Vậy mà chồng ở chùa tu bữa nay chồng thấy cũng mập mạp, thấy cũng được tướng lắm. Và vợ bên kia thì tròn trịa. Thì ông gặp như thế, ông nói một câu, ông nói là công nhận thầy nuôi vợ con đặc biệt thì. Ông nói rõ ràng luôn đó, thầy nuôi vợ con đặc biệt thiệt. Con nhà con nuôi bao nhiêu năm mà nó ấm nhớm nhất là thầy ơi. Khô khan cằn cỗi ấm nhớm nhất nè. Mà sao vô tay thầy nuôi cách nào mà sao bữa nay nó tròn gió hả trận. Nó nuôi cách nào đâu thì cứ cho nó ăn bình thường. Rồi mỗi ngày nó ăn cơm đồ hũ bình thường vậy thôi. Nhưng mà có cái là nó không có buồn, nó vui, hiểu không? Rồi nó sống như giống như nó sống trở lại cái tuổi trẻ bình thường, nó không có còn nặng nề bận tâm. Rồi con cũng mập mạp nữa, thì con ngộ không? Mà các cụ già vô chùa mình cũng vậy nghe. À, có nhiều người ta nói như thế, công nhận là có thai nuôi thiệt, nuôi con nít cũng mau lớn, nít này nuôi mập lũ nuôi à, nuôi người già cũng mập luôn, con trai gái gì cũng mập lù à, ngộ ghê á. Là gì quý vị biết không? Là do gì quý vị biết rằng là nó cởi mở tâm tư. Như quý vị về đây, quý vị thích thì mới về đây nè, vui mới về. Chứ nếu về đây mà lần nào về đây cũng khóc chứ về chi? Nó đúng không? À. Mà cái giờ này ngồi mà mình không ngủ được là nhờ nó vui mới không ngủ. À, nó mà không vui là nó ngồi chứ. À, mình không vui là con mắt mình nè. Nên á, có nhiều cô mình nhìn xuống đi, đông đông gì mà nhiều khi có một cơ con mắt lần. Mình nói, hồi xưa thì lần nào như Đức giáo pháp cho cô ngồi trước mặt như Đức mà cô làm gì mà cô đưa cặp mắt mơ quyền mờ ra kỳ cục vậy. Cô nói là con nghe pháp con bị phê thầy ơi. Thầy. Ờ con nghe pháp thầy. Mà khi mà vậy rồi bả vỗ tay nó vỗ vậy nè. Thầy ơi, nghe pháp không? Con mừng, con gặt vậy nè. Đấy, thấy không? Nhưng mà nhờ khi vui rồi người ta không có buồn ngủ.
Vui là không có buồn ngủ nghe. Mà gặp lên đây tụng kinh là ngủ gục. À, lên tụng kinh là ngủ gục. Ý tụng kinh là gì? Là lên á. Lên mà cái kiểu mà à quý vị, chúng ta về đây mình phải cố gắng tu hành. Cuộc đời này vô thường lắm. Sống bữa nay chưa biết ngày mai như thế nào. Tụng kinh kia đó là ngủ thạch nhé. Không, cái câu gì đó cũng là cái câu đó. Cuộc đời này vô thường lắm. Sống bữa nay chưa biết ngày mai như thế nào đâu. Nó cũng là cái câu đó. Mà nó làm lại, còn người ta là sống ngày nay chưa biết ngày mai như thế nào đâu. Ê quá dịu quý vị, nó quá dịu cái tâm luôn, dịu nó mất ngủ luôn. À, dịu nó mất ngủ luôn. Nên rõ ràng cái pháp môn tịnh độ này gọi là pháp môn gì? Sống động. Thật sự cái pháp sống động quý vị. Nếu cái pháp tịnh độ này mà giảng lề rề là thật sự chưa đi vào đâu. Tại vì nó làm cho người ta nó phải hôn trầm mệt mỏi. Tại vì cái pháp này là cái pháp sống động mà. Thì biết vì sao mà già trẻ bé lớn người ta đều ngồi nghe được? Vì nó sống động. Nó đi vào trọng tâm quý vị, nó đi vào cái tâm lực người ta, nó làm cho người ta mà gọi là cởi mở tâm tư. Đây là cái gì? Tâm bệnh cách nào để trị? Vui là trị. Vui là trị tâm bệnh. Tâm bệnh là gì? Tâm bệnh là để vào chất chứa. Chất chứa trong tâm nên thành tâm bệnh. Giống như độc, để nó trong người nó để phát tác độc. Tâm bệnh là độc. Niệm Phật là thuốc. Đem cái tâm cắm vào câu Phật hiệu thì tức khắc nó hóa giải cái tâm bệnh. Nhớ nghe. Đem cái tâm mình cắm vào câu Phật hiệu là hóa giải tâm bệnh. Đây là phương pháp đặc biệt. Nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Nên tất cả những người buồn khổ này kia, nếu càng nhớ buồn khổ thì buồn khổ càng phát triển. Càng nhớ buồn khổ càng phát triển. Nhớ Phật giải buồn. Đó, nhớ Phật giải buồn. Giống như quý vị ở đây bây giờ, chúng ta có những người mình đang bị ung thư đi. Ung thư thì ung thư, làm gì phải buồn? Buồn thì cũng ung thư. Đúng không? Tại sao không vui để sống với ung thư? Thí dụ như giờ mình đang sống với thằng chồng ăn nhậu bê tha đánh đập mình, buồn thì cũng sống với nó. Thì tại sao mình không vui mình sống với nó đi? Mình đi buồn sống với nó làm chi, để cuộc đời mình khổ. Có khi mình vui mình sống với nó, nó thấy mình vui mình đẹp, nó không quýnh đập mình nữa vì nó sợ mắc mình. Còn cái kiểu mình buồn giết mình sơ sát tàn tạ dung nhan, giết rồi nó không sợ mắc mình, nó đánh te tua thả tơ tàn tạ. Nhớ nghe. Không, cái tâm lý người đàn ông nó lạ lắm. Khi quý vị biết rằng là mình đối xử giống như là mình càng mà giống như mà mình sợ mắc họ chừng nào thì họ càng lên mặt với mình chừng nào. Không sợ mắc mình nữa. Nên mình là người phụ nữ dù cỡ nào cỡ mình cũng phải gọn ghẽ. Đừng có ăn diện quá đáng, nhưng đừng có bê tha. Đừng có nghĩ bây giờ mình có chồng có con rồi mình phế bỏ cái dung nhan của mình. Một người phụ nữ mà phế bỏ cái dung nhan mình là mình dại. Hiểu chưa? Giống như một loài hoa mà đẹp một chút, coi được chút thì còn có người ngắm, người nhìn. Dù cho mà là mình không có liếc mắt đưa tình với ai, nhưng mà có người ngắm, có người nhìn thì chồng mình nó sợ. Còn không ai ngắm, không ai nhìn mình thì nó nói tao bỏ đầy cũng không mắc. Đúng không? Cái thế mình học Phật mình mới hiểu. Hiểu chưa? Được không? Đó, nên cỡ nào cỡ cũng phải gọn ghẽ coi được chút. Rồi xong á, nói chuyện vui vẻ, nói chuyện quan hỷ, biết cách nói chuyện, biết cách xã giao nói chuyện. Nhiều cái cách đó gom lại, chồng mình nó cảm thấy sợ mắt mình. Tại vì mình có nhiều ưu điểm, hiểu chưa?
ưu điểm mình có mà. Đó, nếu bị về đây, bị thấy không? Về đây bị nghe là không có lỗ. Hiểu không? Đó. Đặc biệt lắm. Nghe xong rồi một chút ra ngoài phóng sanh cũng thấy thực. Nghe không? Rồi xong xuống ăn cơm. Ăn cơm xong đi ngủ. Thấy không? Bố thờ mà nó khỏe re à. Tính cho vị khỏe lắm. Buổi trưa là ngủ nhiều luôn đó, không phải ít đâu. Tại vì cái thời gian chúng ta cao lắm là 10 giờ rưỡi là xong hết chưa. Cao lắm rồi, không tới đâu. Thì vị xuống ăn cơm cái nữa cho vị chừng 11, 11 giờ mấy xong hết. Mà giờ đó mà cho tới mà 1 giờ mấy mới thức thì mình có thời gian mình ngủ để khỏe đó chưa. Mình ngủ khỏe rồi bắt đầu là mình thức dậy, bắt đầu buổi chiều mình tiếp tục ôm lại tình xưa đó. Hiểu không? Ngồi nói chuyện ôm lại tình xưa nghe. Nên bắt đầu là xong, bắt đầu là lay quay cái là mình tới chiều là bắt đầu tiếp tục là mình vô chương trình, mình chuẩn bị lễ 500 danh hiệu khai mạc. Đúng không? 500 danh hiệu liền. Nó bị hổm tới giờ mà những đứa chờ ngày này nè. Chờ ngày này biết sao? Vì 4 ngày mà nó sắp tới là nó đang dở ương ương. Nó bắt đầu là mình mong tới ngày này. Giống hệt là cái ngày chuẩn bị đi rước dâu. Nghe không? Vì cảm giác mà cái ngày chuẩn bị đi rước dâu chứ. Nếu mà gọi là hai bên đều thương nhau hết á, là trọ nó mong chờ mà rước được cô dâu. Rồi cô dâu thì mong chờ chú rể đến. Hiểu chưa? Cái cảm giác này nhiều cô biết nè. Hiểu không? Cái cảm giác này nó trong lòng mình nó sao xuyến thôi chứ. Thì quý vị nó mình đến đây mình dự lễ Quan Âm mà trong lòng cũng sâu xuyến thôi chứ vẫn không nghe. Ừ, sâu xuyến lắm á. Mà những đứa cũng xuyến sâu lắm nha. Ngộ ghê á. Mấy ngày nay giống như là nó trong lòng nó giống như nó xuyến sâu gì á. Là mình biết Phật tử người ta sâu xuyến rồi. Cái tần số vậy, tần số nó câu thông. Lạ lắm. Nó mình chờ tới ngày rước dâu đây nè. Hiểu không? Ồ quý vị biết nghe. Mỗi ngày qua đi trong 4 ngày này. Trong 4 ngày này là đúng là hạnh phúc lắm. Mà tới cái ngày mà cuối cùng kết luận ngày thứ tư á, đúng là cái ngày đó là cái ngày lãnh cúp vàng. Ngày lãnh cúp vàng nha. Đó, rồi mỗi người cầm một chiếc máy niệm Phật này nè. Chiếc máy niệm Phật mà tặng đó đó. Là giống như chiếc máy niệm Phật này là trọng lượng của 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà xài chiếc máy niệm Phật này sau này chiếc máy này có hư đi chăng thì cũng giữ cái vỏ này. À, kỷ niệm mà. Kỷ niệm 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà quý vị sao bỏ vỏ được? Đúng không? Cái tâm chân quý đó đó quý vị, nó tự nhiên mình thấy đặc biệt lắm. Nó nên rồi mỗi ngày mình về đây mà trong 4 ngày này thì những đức chia sẻ Phật pháp quý vị nghe suốt mỗi buổi nó có cái hay. Nó làm cho những con người người ta đi đến đây mới lần đầu tiên, người ta cũng được sự nhắc nhở đặc biệt. Bây giờ đơn giản để nói cái đề học này thôi, tâm bệnh cách nào để trị. Thì quý vị biết rằng đây là một cái việc mà quan trọng, nhiều con người ta đều quan tâm tới. Vì sống trong cái cuộc đời này, cái cuộc sống phát triển này, vì cơm ăn áo bận, vì sự lo lắng, nhiều người đã mang tâm bệnh buồn khổ lắm. Bây giờ rất là nhiều người mong muốn có một phương pháp để mà tâm trạng mình mỗi ngày được an vui tự tại, được vui vẻ sống trong cuộc đời này. Nên phương pháp nào để trị? Pháp tu là đặc biệt nhất để trị. À, quý vị coi bây giờ những cái đưa lên tư tưởng này 100% quý vị nhìn từ những đức. Bây giờ quý vị coi như Đại Lão Hòa Thượng mình ngày lớn tuổi rồi, bây giờ ngày đưa lên tư tưởng chùa chiền này kia, nhưng mà cái việc làm là kế đó cái đầu những đức phải quạt bác. Tất cả điểm chùa những đức phải bố trí, những đức phải sắp xếp, họp từng ban xuyên suốt. Hồi tối là họp bên hộ pháp đâu vào đó chơi mới đi qua đây. Thì vì biết rằng là cái khi ở bên kia mà điện thoại qua đây cho mấy anh em như vậy nghe. Là cái tâm nó lo bận việc như cỡ nào chứ. Nhưng mà vì sao gặp quý vị nó có một cái năng lượng hùng hồn. Nếu như con người này mà nó không có nguồn năng lượng thì nó lên nó nói chuyện với quý vị là nó không nổi. Vì sao mà giảng ngày 4 thờ không có cửa đó đâu. Mà lên mà lúc nào cũng lửa hừng hực. Đúng không? À,
nghĩa là ngọn lửa mình quá mạnh, nên lửa người ta lờ mờ á, mình mò nhẹ là nó phục lên liền liền. Có nghĩa là quý vị biết rằng là phải cần có một con người mà có cái ngọn lửa hừng hực để mà gọi là moi cho cái ngọn lửa của mình. Con người mình sống trong cái cuộc đời này, nếu như lửa mình lù khù lờ mờ á, thì con người của mình nó thành tiêu cực liền vậy đó. Quý vị coi bây giờ ngọn đèn sáng thì nó dẫn đường mình đi dễ, mà trong ngọn đèn sáng ai cũng thích. Nếu như con người mình mà có một ngọn đèn mình quá lu mờ thì con người mờ mờ ảo ảo, thì nghĩ sao? Bây giờ quý vị đi đến nhà ai mà đèn lờ mờ, mờ mờ ảo ảo thôi, và trong lòng mình cũng thấy sợ nữa, mình bước vô mình cũng sợ ma nữa, đúng không? Nên từ nơi đó một con người nó giống như có một ngọn đèn, mà ngọn đèn mình phải đầy đủ dầu, đầy đủ điện, đúng không? Nếu như mà không đủ điện, đủ dầu, đèn dầu thì sẽ tắt, điện thì giật, còn hết điện tắt luôn. Đó, nên con người chúng ta ví dụ như dầu là gì? Dầu là năng lượng, năng lượng. Mà năng lượng đầy đủ rồi đèn sáng, sáng hoài. Điện đã đủ rồi thì đèn sáng luôn. Đúng, mình ngồi đây điện là điện đủ, đèn sáng, mặt ai cũng đẹp. Đó, thấy chưa? Đó, nguyên lý rất rõ ràng luôn. Nên con người chúng ta cần phải tích tụ cái nguồn năng lượng cho nó đầy. Mà cái nguồn năng lượng mà đầy rồi, con người mình nó hừng hực cái tâm mình vậy đó. Mình gặp ai là nụ cười mình cũng sảng khoái nữa, dù là hô những đứa cũng đâu có gì đâu. Khi con người mà nó thiếu năng lượng rồi, nghe quý vị, mình cười mình lo được, lo mắt, lo sợ này kia. Mình khi mình hô mình sợ, mình cười mình đưa cái hàm răng ra, đó là thiếu năng lượng, nên nó bị câu thúc từ cái hô mà không phát diễn được. Khi mình cười thì răng mình bị súng, cái mình nói là súng răng cười kỳ quá nên cười. Nó là thiếu năng lượng. Rồi khi miệng méo thì cười, sao miệng mình méo quá nên không dám cười. Rồi tự nhiên con người mình khi thiếu năng lượng rồi mình bị lé, mình cho rằng mình bị khuyết, nên mình không dám đối mặt cùng người, mình thiếu sự tự tin. Khi mình què thì mình cho rằng mình bị thiếu sót, bản thân mình không dám gặp ai. Tự nhiên con người mình thường gặp người là mình thấy mình là lép hơn người ta, thua hơn người ta, không bằng người ta, nên không dám đối mặt cùng ai. Nên một phương pháp của Phật Pháp, mà nhất là pháp niệm Phật này, nó tích tụ trong mình một cái nguồn năng lượng để tin sâu nhân quả. Để mỗi một con người chúng ta trong hoàn cảnh nào được sinh ra đời, được thân này là thấy mừng. Dù mình có tệ cỡ nào, có xấu cỡ nào, què cỡ nào, bệnh cỡ nào, thì so với loài súc sanh, chúng ta vẫn hơn loài súc sanh đến với cái cuộc đời này. Bây giờ quý vị coi trong cái lục đạo luân hồi này, có người có chờ Atula, rồi á tam đồ ác đạo, thì chúng ta là trong cõi người này là có số lắm. Vì biết rằng là trong ba cõi là cõi người, chúng ta là cõi tu nhiều nhất để thành tựu giảng sanh nhiều nhất. Nhớ đó, cõi chờ gì quá hưởng phước nên họ không tu nữa, tu rất là ít, phước báo quá nên người trong cái cuộc đời này nói rằng giàu sang khó học đạo, thấy không? Mà nghèo quá cũng khó học đạo nữa. Mà bây giờ có chùa này rồi, nghèo quá vô đây tu dễ học, thế thì sao? Thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà cái cõi người này là cái cõi giảng sanh nhiều nhất nè. Vì sao? Đủ sống, nó đủ sống, có khổ có vui, chung chung vậy đó. Nên tự nhiên nghe cái pháp giải thoát về cực lạc tuyệt vời là người ta muốn gì? Mà mỗi ngày vì nuôi cái tâm lượng quý vị đi về cực lạc, là nó tích tụ quý vị thành một cái nguồn năng lượng cực kỳ cao. Dù cái khổ mình cỡ nào ở cõi này nhưng mà mình không bị tâm bệnh. Vì sao? Vì nếu như mình bị tâm bệnh là tương lai mình ở đâu? Tam đồ ác đạo. Người mà tâm bệnh là tương lai ở đâu? Tam đồ ác đạo là 100%. Tâm bệnh là tam đồ ác đạo. Buồn là ở đâu? Địa ngục. Buồn là ở đâu? Súc sanh. Buồn là ở đâu? Ngạ quỷ. Mà trong cái buồn có cái sân hận. Sân hận là ở đâu? Địa ngục. Không? Trong cái sân hận có tham lam. Tham lam là ở đâu? Ngạ quỷ. Trong cái tham lam mà sân hận thì có cái gì? Ngu si. Ngu si là ở đâu? Súc sanh. Trong cái tâm buồn thôi, cái tâm buồn tiêu cực thôi là có tam đồ ác đạo. Vì thế kinh khủng chưa? Nên con người mà khi tích tụ được cái nguồn năng lượng rồi thì dù mình là con người xấu xí, sanh cái đời tạc nguyền, mà ta chỉ nghĩ rằng mình có một khối óc, mình có một bản năng để cần khai thác nó. Nên mình khi mà nghe đạo thì mình khai thác được cái bản năng mà sẵn có của mình, dù là thân thể tật nguyền nhưng chúng ta cũng có bản năng để khai thác được. Cũng như chàng nít cụt tay cụt chân mà vẫn làm được những việc người khỏe không làm được. Nhớ
Con người đừng bao giờ hoàn toàn mất lòng tin với chính mình. Con người mà mất lòng tin với chính mình thì không còn làm được một chuyện gì thành công trong cuộc đời này nữa cả. Dù bây giờ chúng ta nghèo, rất nghèo, nhưng chưa chắc chúng ta nghèo hoài. Có khi chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta còn sung sướng người giàu. Nếu như chúng ta biết cách học tập thì chúng ta nghèo sung sướng người giàu. Quý vị đừng bao giờ cho rằng người giàu sẽ là hạnh phúc, chưa chắc. Và đừng bao giờ nghĩ rằng nghèo là khổ đau, cũng chưa chắc. Sự khổ đau và hạnh phúc là do tư tưởng, tư duy của một con người nhận thức được. Hiểu được rồi thì giàu cũng vui mà nghèo cũng vui, đẹp cũng vui mà xấu cũng vui, khỏe cũng vui mà bệnh cũng vui. Còn nếu không hiểu thì quay ngược lại toàn bộ khổ hết. Vô rồi đó, thấy chưa? Khi mà nói một đoạn gì chút tiên là nó dữ dằn, nhưng mà ở dưới đứng hình, đứng hình xong rồi thì lạ kỳ. Hiểu không? Nó nên quý vị biết nghe gì, nghe nó cỡ mở tâm tư quý vị nhiều lắm, nhiều lắm. Tự nhiên cho mình có lòng tin gì đó, lòng tin gì nó vượt trội lên. Ngày xưa những đức nó thật sự bị hô, những đức bị mặc cảm về cái hô và thiếu sự tự tin khi tiếp xúc với người. Đây là 100% luôn nè. Ngày xưa hô dữ lắm, bây giờ cũng còn hô mà ít. Còn hô mà ít. Xưa hô hốc à. Ừ, hô, hô miệng rộng. Cười ra là thấy hàm răng không có cái miệng. Kỳ lắm. À, mà ngày xưa là ưa đi soi gương. Soi gương coi mình cười đến mảng nào. Rồi mình cười đoạn nào là vừa để khi nói chuyện với con gái á. Mình nói chuyện với con gái là mình cười tới mức đó thôi để coi được. À, soi gương coi coi mình cười tới đoạn đó là được rồi. À, nên cuối cùng á, thật sự nó muốn cười thấy ghê luôn mà tự nhiên nó không dám cười. Mà khi càng không dám cười thì hai cái này nó bẻ lại, nó mạnh lại. Thì lúc đó cái hô cái bằng não đưa ra còn ác đạn hơn. Mình thì không muốn nó hô, mình cười vừa vừa. Nhưng mà mình càng nghịch nó lại thì nó lại lòi ra. Sau này khi mình học Phật rồi mình mới thấy rằng là đúng là mình thê thảm. Tại sao mày không có nhiều mày phanh phôi ra đại nó đi. Để mọi người ai cũng biết mày hô vậy, để mọi người người ta thấy mày hô mày vẫn tự tại vậy thì người ta, những người hô khác người ta cũng tự tại thì mày đỡ hô. À, hay, hay cái chỗ này nè. Nên bây giờ mày biết những đức đỡ hô là do cái lý do gì, là do những đức giáp phanh phôi cái hô của những đức. Giống như đánh cái thằng hô chạy mắt dép. Còn ngày xưa là mình giữ thằng hô lại. Mà đã là mình không thích thằng hô, mình cứ giữ thằng hô hoài. Nghĩa là mình nghịch lại, mình giấu là giữ thằng hô. Giống như mình lé mà mình cứ giữ thằng lé. Mình nghèo mình cứ giữ thằng nghèo. Nó mình khổ mình cứ giữ thằng khổ. Nên bây giờ chúng ta biết tu rồi, chúng ta phanh phôi cái nghèo, cái khổ, cái xấu ra hết đi. Để cho những thằng nghèo, thằng khổ, thằng hô, thằng lé, thằng què, thằng ung thư nó chạy. Hiểu không? Hay chưa? Quá hay. À, ai không khen mình khen mình được không? Có cái chú đó, chú Lợi chú nói gì đứa cầu chú nói. Thầy giảng, con nhiều cái con thấy thầy con nhận dạng thiệt. Thầy ngộ ghê, thầy khen thầy luôn. Cái những đức đó thì tôi biết thân phận tôi. Không ai khen tôi thì tôi khen tôi. Ngày xưa tôi thiếu tự tin lắm. Nên cái gì tôi cũng bị lét, bị thua người ta không. Bây giờ tôi có gì nữa, tôi có sống gì nữa. Không ai khen tôi khen tôi được không? Không, có ai cấm rằng là khen có tội. Tôi khen tôi được không? Nên từ đó quý vị biết rằng là không học Phật với tự nhiên người mình nó tự tại lắm quý vị. Mà khi tự tại rồi nói gì ra tự tại. Một cái câu của người tự tại nói quý vị không tự tại vì nói có chuyện. Có chuyện hay ra liền chứ không dẫn đâu. Cái người mà đủ phước đủ duyên họ nói câu gì ra cũng vui, dễ thương. Nhưng mà mình không đủ phước duyên mình nói câu của họ đó mà mình nói là thành vô duyên. Nên học cái câu của người ta nói mình phải đầy đủ phước duyên để nói, chứ không phải giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, mà mình đi về đây nè, mình nghe rồi cái tâm trạng của người mình đúng là nó cởi mở, thoải mái. Các vị coi nè, nhà mình có 2-3 người, mình lo quanh năm suốt tháng, lo tới Tết luôn, có khi còn không có tiền.
Vậy mà bây giờ chùa mỗi ngày hơn 1.000 người rồi xây dựng, quý vị thấy tùm lum tùm la thấy chưa? Rồi Đại Tùng Lâm đang xây dựng đây, đang xây dựng nữa nè, tứ tung lang tan, bên hộ pháp y y bên, thấy chưa? Vậy mà tại sao cuộc sống ổn định, lúc nào cũng đầy đủ? Là cái gì? Là cái tâm trạng con người mình nó rất thoải mái. Mà cái tâm trạng thoải mái đó là cái sức hút. Sức hút gì? Sức hút tiền bạc vật chất bay lại với mình. Chứ sao? Hả? À? Bây giờ quý vị buôn bán đi, bây giờ quý vị bán một cái sàn hộp é. Hộp é. Quý vị là bà chủ sạp hộp é. Thấy không? Quý vị bán hộp é, quý vị gương mặt tươi vui đi. Người ta lỡ người ta mua mua gì mình cũng chào một cái, mặt cười một cái. Kỳ sau lại mua 2 ly hộp é. Thấy chưa? Vậy đó, từ cái mặt vui vẻ đó thôi vậy mà bán hộp é đó. Mà quý vị thử đi, mang cái mặt này đi ra bán đồ ế nè. Xong cái, người ta lại hỏi chị, cho tôi ly hộp é. Ly hả? Ly hai ly? Dạ một ly. Hiểu chưa? Là bắt đầu là mình đã bực bội bán con ly à, bán đi mua con ly ít quá. Nè uống đi. Tiền. Đưa tiền. Mua cái ly hộp é mà đưa 500 ngàn. Mai mốt đổi tiền ra giùm đi. Uống xong ly hộp é, trong lòng nó vừa đi xong nó nói, từ đây sắp tới mà đốn được cái tiền hộp é này uống. Mỗi lần mà gặp con mẹ là tôi thấy bực mình thấy ghê luôn. Vì đâu mà cái mặt kia cũng hầm hầm vậy đó. Thấy chưa? Xong rồi thua. Dù mình buôn bán gì có nhiều người ta lợi, người ta mua đồ nha, trả giá lắm nha, trả giá trên trời dưới đất, lựa tới lựa lui. Mà có nhiều bà cái bệnh lựa đồ, bà lựa tá lả, bên bà lặt đồ mình tá lả lên, mình bán cái sạp rau mình mới vừa sắp cái rau xịt nước lên cho nó thơ, nó mát rau cho rau tươi. Bà lợi bà vũ bà lặt nó lặt luôn, rau càng rau thơm mới lặt ngược lại hết chứ. Xong nó nói thôi chị, rau này dở quá tôi đi. Cái này cũng là cái chữ nhẵn lắm, mới nhẵn nổi nè, thì con nhẵn không? Nó còn gặp mà không nhẵn thì thế là mình cũng có tội. Tại vì mình nhiều đời nhiều kiếp mình cũng lỡ cái gì, cái sạp rau bảo mình lặt vậy đó. Bây giờ bà lỡ bà lặt cái sạp rau mình đó. Bây giờ á, bà nói không đưa, nó nói, à chị em nói mấy câu. À, chị đi đâu mua thì được thì mua. Còn nếu mà thấy mà rau chỗ em mà cũng được thì chị ghé ngang mua giùm em. Chào chị nha. Xong bắt đầu là bà đi dọc đường đi đánh vào lương tâm bà. Thấy bà vô duyên quá. Sạp rau của ta lợi sốc tá lả bên chứ không mua đi. Mà còn nói câu ăn tình vậy. Trong lòng họ nói nhất định lần sau rủ người đến mua rau. Đó vậy là kéo được lần sau đấy chưa. Còn nếu như bây giờ quý vị không hiểu, mang cái mặt vầm vô ủ khó chịu sân si. Chị ơi chị, rau từ nãy giờ mới vừa sắp ngay ngắn rồi đó, lặt tùm lum tùm la hết trơn á. Mua cái nào thì mua thôi, chị đừng có lặt tùm lum dập rau quá trời kia. Xong á, bỏ mà đi nói. Tôi nói với chị biết nghe, ngày nay mà tôi bán mà tôi đốt cho chị biết đấy. Chữ tá lạ bình này đúng không? Rồi vậy thì mình á, là mình không trả nợ mà mình lại là tạo cái nghiệp, khẩu nghiệp. Rồi mình tạo khẩu nghiệp thì phước báo mình bị giảm mất đi. Thì mình làm sao mà phát đạt được quý vị? Mình tin nhân quả là mình đã từng xốc cái sạp rau của bà này. Nên đời này bà này bà đến bà xốc cái sạp rau của mình nè. Mình bán cái gì bây giờ bà lựa tá lả mình, bà trả giá trên trời dưới đất cái sao mua chứ. Còn cái sạp giải của mình sắp giải mà hồng vậy, tím, giải xanh nó ngay hàng thẳng lối. Bà lựa bà tóc giải, bà lựa bà để đầu kia bà để đầu nọ. Xong bà nói giải gì đâu, không có tốt chút nào hết. Mình nói bụng nó mẹ gì đâu mà vô duyên trời. Mua rồi thôi còn chê. Nó mình đời mình chữ mà chứ không. Nó thấy chưa? Nếu mình học được nhân quả thì mình sẽ bỏ công đi sắp lại. À gì đà Phật. Nếu mà không nghe thì đất trang chắc là thứ mẹ rồi. Đúng không? Đó, đúng không?
nè, nhờ cái buổi giảng này mà không chữ nè, thấy chưa? Phải hay không? Hay không? Thấy chưa? Từ nơi đó vậy thấy nghe đó rõ ràng không? Nên trong cái cuộc đời này á, Phật dạy mình cái câu mà gọi là cô động mà tuyệt vời, mở rộng thì bao la, mà cô động thì dạy chữ. Tinh sâu nhân quả. Phật nói rộng ra thêm chút nữa, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nó thấy chưa? Vậy thì tất cả chúng ta thấy cái gì trong cái cuộc đời này, được cái gì trong cuộc đời này, gặp chồng nào, gặp vợ nào, gặp bạn bè anh em nào, gặp cha mẹ thì sao, đều là do nhân mình gieo quả mình gặp phải nè. Chưa? Vậy mà bây giờ mình gieo nhân mà mình gặp quả mà mình lại chết, mình trách số phận, mình trách ông chờ bất công với tôi. Từ khi còn nhỏ tới lớn tôi đâu có ác. Thấy chưa? Tôi có ác gì đâu mà tại sao mà đến với tôi toàn là những cái bất công. Ông chờ ngó xuống mà coi. Thì thấy chưa? Nó mà trách ông chờ, ông chờ nói tao có làm cái gì mày đâu mà mày chửi tao hoài. Ngày xưa tao cũng thấp lắm đó. Tụi bay cứ tối ngày cái vợ chồng bánh lộn cũng kêu tao ra, chữ con cũng kêu ông chờ nói xuống mà coi. Giết rồi tao thăng 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 từ từ mà tao xa tới gì mà tụi bay còn chửi tao nữa. Thấy chưa? Hiểu không? Nó nên tất cả chúng ta khi nghe đạo mà nghe dễ hiểu như vậy, về điều chỉnh cái tâm này đi. Chỉnh tâm là chỉnh nghiệp. Chỉnh được cái xấu là nghiệp tiêu, mà nghiệp tiêu thì phước tăng. Con người có thể sống những ngày tháng vui vẻ hoan hỷ, niệm niệm nghĩ gì người, quý vị coi, những đức vui vô cùng và thượng vui vô cùng khi thấy quý vị về tu. Chỉ cần có một cái tâm này thôi thì thịnh liền. Thấy chưa? Có cái tâm này là thịnh liền. Nên cuộc đời con người chúng ta đừng bao giờ chỉ nhìn trái chuối của người khác. Trước nhất chúng ta cho người khác trái chuối đi, đúng không? Chúng ta cho người khác một trái chuối thì tương lai chúng ta sẽ có đại chuối. Ví dụ như mình cầm mình trồng được một cây chuối, mình có một buồng chuối, chúng ta để cho nhà mình hai nải chuối, chúng ta cho nhà chòm xóm mỗi nhà một nải, chia đều ra chút đỉnh, thì tương lai chúng ta cho họ là trái chuối dài dài á. Chú già phải không? Chú già thì họ cho mà lại chú tròn tròn, chú sim chú gì đó, chú sứ gì đó, hiểu chưa? Họ trồng chú khác họ đem cho mình, thì mình vừa có chuối ở nhà mình ăn, mà mình cũng có chuối lạ mình ăn nữa. Là nhờ mình chia cho người ta nên mình có chuối mình ăn. Còn bây giờ mình có nải chuối nghèo quá mà nó để dành ăn, thì đố mai mốt mà mình có chuối mình ăn. Nó nên chúng ta biết chia cho người thì người sẽ chia cho mình. Mình vì thiên hạ vì mình, mình vì mình, ai vì mình đây, đúng không? À. Nên từ nơi đó mình bây giờ mình nghe đạo đi, mình nói bây giờ chuyện của nhà người ta mà mình đi lỡ mình phụ, người ta đang lu bu mà kêu mình nhờ mình thôi, giúp giùm có lợi ích gì? Vậy thì mai mốt mình bận biểu ai giúp mình? Người xưa người ta nói chòm sớm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Không mà ngày xưa cái thời mà chưa phát triển, chòm sớm đâu quan trọng lắm. Khi mà đổ bánh khọt cái gì bưng dĩa lại nhà anh ba anh tư cho. Còn bây giờ càng ngày càng phát triển, nhà ai cũng đóng cửa không? Biết gì không? Sợ ăn trộm. Đóng cửa giết rồi chòm sớm mất tiêu. Có khi mà nhà chết cũng đóng cửa luôn, nên cũng không biết trong nhà có người chết. Tội có cái bà này quý vị ơi, bà sanh 4 đứa con mà giàu, chia cho con mỗi đứa một căn nhà, đứa nào cũng có điều kiện. Bà già ở nhà một mình, 4 đứa con 4 căn nhà, không đứa nào ở với mẹ. Mà bây giờ nhiều con nó không có chịu ở với cha mẹ. Con dâu bây giờ cưới nó cái gì, nó vừa cưới nó là nó ra điều kiện về ra riêng liền, không có chịu làm dâu. Thấy chưa? Con rể rồi cũng vậy, nó không phải làm rể như ngày xưa. Ngày xưa người ta làm rể 3 năm mới cưới được vợ, nên người ta được con vợ người ta mừng húm.
Nên là thương vợ là đâu có dám chia tay. Chia tay là phải đi làm rể 3 năm nữa. Không mà nghĩ là người xưa ta thông minh thiệt quý vị. Còn bây giờ tại sao nó bỏ vợ bỏ chồng dễ? Tại vì nó không có được cái giá trị đó. Ngày xưa người ta đi làm rể 3 năm, đi đến nhà cắt lúa gánh nước cũng chết luôn mới được con vợ. Mà 3 năm trời mà con vợ nó chỉ đứng ở trong cái nhà cửa sổ, nó nhìn lú lú đầu nhìn mình chơi thôi, chứ mình không dám đến gần. Đến gần và vợ cũng vượt chạy mà chết. Thấy không? Mà từ nơi đó mà khi người ta được vợ, người ta quý vợ hơn cái gì. Cỡ nào cỡ chứ đâu có dám bỏ vợ gì. Bỏ vợ mày phải làm rể 3 năm nữa mày mới có vợ, mà chưa chắc mày có tiền để cưới nữa, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà dù cỡ nào cũng sống với vợ với chồng đó. Còn bây giờ vậy đâu mà thôi chồng quá trời luôn, thôi chồng thôi vợ quá trời luôn, đúng không? Nhiều lắm. Nên từ nơi đó mà cái bà cụ này nhà giàu như vậy, 3 đứa con, 4 đứa con đều có nhà cửa riêng, bà cho riêng. Bà ở một mình, 1 tuần 2 tuần lỡ thăm mẹ một chút xíu. Ba thì mất rồi, còn mẹ. Cuối cùng thì quý vị biết rằng là có một lần mấy anh em chị em nó đi du lịch, đi chơi mấy tuần mới về. Về kêu cửa hoài, bà không mở cửa. Thì bắt đầu là xô cửa vô, thì vô trong nghe thúi thúi ùm. Bà chết xinh luôn. Quý vị coi cả đời con người chúng ta vì một cái gia đình, cuối cùng mà mình đã chịu cái quả báo khổ đau như vậy, chết đi đọa lạc như vậy, không ai ngó ngàng quan tâm lo lắng cái tuổi già. Quý vị coi vậy mà không chịu vô chùa hộ pháp. Không biết chọn cái nơi đi về. Người ta nói chim khôn lựa cành mà đậu, thấy không? Mình còn trẻ mình đã chọn sai cành này, bây giờ tới tuổi già mình chọn cành khác đi, hiểu không? Nên mấy cái cô mà bị chồng bỏ là mấy cô có quyền chọn cành khác mà đậu. Ý nhà nước không phải kêu mấy cô bước thêm bước nữa đâu. Ví dụ như mình có 1-2 đứa con, mình cố gắng mình làm ăn, mình lo cho con của mình. Lỡ chồng bỏ mình nuôi con, dù mình có khổ mình nuôi con nó vẫn thấy quý trọng cái tấm lòng của mẹ. Dù cực khổ nhưng vẫn lam lũ để mà nuôi con, hiểu không? Nó dù là hốt rác đi chăng nữa cũng là có tiền nuôi con cũng quý nữa. Chứ đừng có đi làm bé người ta để đem tiền đi nuôi con, hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ chồng mình bỏ mình rồi, bây giờ mình nuôi con, mình không muốn cực khổ, mình đi làm bé người ta đi lấy tiền, đồng tiền đó mà nuôi con nó xấu hổ lắm. Con mình nó vẫn là không cảm cảm thấy không nở mặt nở mày với mẹ. Nhưng nếu mẹ của mình mà như vậy mà làm con cũng không nên nó không có nói mẹ cha được. Tại vì sao? Vì mỗi con người nó có góc độ nhìn khác nhau, chưa nghe đạo thì có khi làm sai. Nên mình làm con thì mình chỉ có cái tấm lòng hiếu thảo, chứ mình có nói chê trách rằng tại sao mẹ cha lấy đồng tiền dơ bẩn để nuôi con. Cái tấm lòng của người làm cha làm mẹ nó hiểu đạo không hiểu đạo gì cũng vì con nhiều lắm. Nên bản thân mình làm con mình chỉ có tâm hiếu thôi. Nhưng nếu mà có góc độ thì mình có sai, mình có tầm bậy. Vì mình tầm bậy thì mang tiếng con cái của mình luôn. Ví dụ như mình bây giờ chồng bỏ không phải là một cái tội. Mình đàng hoàng nhưng chồng nó chơi mình xấu, nó bỏ mình. Nhưng mình vẫn ở vậy, mình nuôi con đàng hoàng. Sau này người ta cưới con gái của mình, người ta nói rằng mẹ của nó tuy nghèo nhưng rất đàng hoàng. Một người mẹ đàng hoàng thì con gái đàng hoàng, hiểu không? Còn nếu như bây giờ mà mình tầm bậy tầm bạ, người ta sẽ chuẩn bị cưới con gái mình, người ta nói không biết hả? Mẹ nó tầm bậy lắm. Từ khi mà xa ba nó là bà chụp tùm lum tùm la. Cái ông già rụng răng bà cũng chụp à, chỉ cần có tiền thôi là đem về nhà ăn diện này kia, rồi nuôi con này kia thôi. Mẹ mà như vậy thì con có khi cũng như vậy. Nên người ta nói đánh giá đó chưa. Nên đời của mình như vậy mà làm cho con cái từng đời gia đạo bị suy xuống luôn, không lên nổi. Nên người ta khi mà người ta làm việc có những cái vị trí, người ta phải xem cái lý lịch của mình nó có nguyên lý chứ không phải giỡn đâu quý vị. Nó nên mình là ông bà cha mẹ mình nên nhận thức chỗ này. Nếu như mình lỡ sai mình còn có cửa quay đầu lại, mà mình nghe đạo mình quay đầu mình sửa. Như những đứa ngày xưa cũng hư tốt lành gì đâu, nhưng mà mình học đạo mình nói mình hư người ta cũng tin mình. Tại vì sao? Vì mình quay đầu người ta tin. Nên Phật nói rằng một hạng người Phật tán thán là cả đời không tạo nghiệp. Hạng người thứ hai mà sai rồi biết quay đầu. Con người chỉ cần biết quay đầu sửa lỗi là tốt. Người ta vẫn xóa hết những cái sai kia,
quý vị bây giờ tốt là ta chấp nhận quý vị. Bây giờ quý vị thấy không, mình nghe đạo quý vị thấy đặc biệt chứ. Nên chúng ta đời mình còn nghĩ tới đời con cháu, nên mình nghe đạo cái này quan trọng lắm nha quý vị, rất là quan trọng. Nếu như cái cuộc đời này mà chúng ta chỉ lao theo vật chất, xem tiền bạc nặng nề, bất chấp mọi tội lỗi đi kiếm tiền, đồng tiền nó không có hạnh phúc đâu quý vị ơi, thật sự mà nó không có hạnh phúc đâu. Đó nên á, bây giờ cái thời cuộc này cái chuyện mà vợ chồng chia tay nhiều dữ lắm. Nhưng bây giờ may thay mình nghe đạo rồi, mình không có cái tâm trạng nặng nề nữa. Thấy không? Nó bây giờ từng chủ nhật nào thứ bảy cũng đi đến chùa đi, rồi dẫn con đi đến đây, rồi bữa nào hết gạo lợi như Đức cho gạo ăn, xong thôi. Hiểu không? Rồi vậy nuôi ngày qua ngày, con lớn lên nó cũng nghe đạo nó biết rồi. Rồi lúc đó mình thấy con nó lớn được rồi, nó nếu mà nó có duyên đi tu thì đi tu, rồi nếu mà nó không đi tu thì nó lớn rồi mình vô chùa mình tu. Thấy ngon chưa? Bây giờ giàu vô cùng, chia cho con mỗi đứa một căn nhà, mà khi chết nằm trong nhà, nằm ở trong nhà mà chết heo hút không ai lo. Nên có nhiều bà cụ già bà lớn tuổi ghê, bà lại gặp như thầy ơi thầy, con về con sắp xếp việc này việc kia xong con vô con tu thầy à. Những đứa hỏi bà năm nay nhiêu tuổi rồi mà bà còn sắp xếp dữ vậy? Bà nói dạ mới có bảy mấy à thầy ơi. Mà đi thì nó chờ nhìn cái này mà sắp xếp. Bà sắp xếp cái gì? Bà nói về coi cháu nó lớn chưa được ổn định mới đi tu được. Rồi coi thằng Út, thằng ba gì đó, coi nó đất đai nhà cửa nó ổn chưa, rồi đi thăm lơm coi việc này việc kia xong hết rồi mới đi tu. Nhưng Đức nói bà cố gắng đi. Không, bà cố gắng, chưa sắp xếp xong thì cũng cố gắng niệm Phật đi, rồi chừng nào mà vô được thì vô, nhưng mà nếu vô không được thì đi về Phật trước đi. Chứ đừng có nói đi vô đây mà giữa chừng là nó đứng bóng bất tử, nó gớt luôn. Cái tâm niệm nó không có gì cực lạc, hiểu chưa? Nên nó chư tổ sư nhắc một câu rất là hay: ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Đó. Đời đời kiếp kiếp cũng không xong nữa. Cái thế gian này giải quyết hoài cũng được nữa. Giải quyết này loại kia, giải quyết kia loại nọ, giải quyết quá trời luôn loại toàn thân. Kinh khủng không? Nó không có xong. Nó, bây giờ chùa ngàn mấy trăm người thì coi những đứa cũng mỗi ngày sống mà phà cười hề hề. Gặp quý vị cũng thấy không? Nó nhà mình có hai ba người cũng đi đâu cũng mang cái mặt. Sáng mở mắt ra cái sáng nay tiền bạc đâu mua cá mắm gì, rồi hai nó sắp sửa đóng tiền học không có tiền. Đúng không? Hai vợ chồng có tiền chút nói chuyện chút cự lộn, không có tiền vợ chồng cự lộn chơi, giải khuây bằng cách cự lộn. Có không? Có mà. Làm dư tiền thì về hai chồng cười hí hí. Chồng nó lỡ nói ư em đẹp quá. Bữa sau bán không lờ gì nó có mặt cứng đáng mặt. Kỳ cục vậy đó. Không có tiền chứ lộn chứ. Có tiền thì cười. Cuộc đời của người ta cười vì đồng tiền, khóc vì đồng tiền. Chúng ta sống trong cuộc đời này tại sao chúng ta bị cái đồng tiền nó câu thúc nặng vậy à? Nên rõ ràng bởi vì không? Chim chết vì mồi mà người chết vì tiền. Hiểu không? Mình bây giờ văn chương mình nó lạ lắm. Văn chương lạ lướt, bay bổng. Có khi mà những đứa nói nhiều câu văn chương người ta nói thầy nói văn chương lạ quá. Tôi hồi xưa giờ ưa nó lạ lắm. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng khi mà nghe như vậy quý vị thấy rằng cái cuộc đời con người chúng ta chỉ cần trước nhất là cởi mở được cái tâm tư của mình trước. Hiểu không? Cái tâm trạng buồn khổ nặng nề mà cởi mở được rồi thì cái sự việc trong cái cuộc đời này nó sẽ thấy ra. Hiểu không? Thấy ra. Còn có người mà tâm trạng nó đang u uất nặng nề thì tức khắc nó rối hết.
không có giỡn đâu. Giống như cái câu kia, chồng của chết, cô buồn thiệt là buồn. Xong cô gặp những đứa cô khóc. Những đứa nói bà khóc đi rồi ông sống lại. Bà nói trời ơi thầy ơi, khóc mấy từng đấy không có sống lại đâu thầy. Những đứa nói bà khóc đi một tuần nó đi rồi ổng sống. Cuối cùng mà khóc một tuần nữa, bà lợi bà nói ổng vẫn không sống. Xong những đứa nói rằng như vậy thì bà khóc làm chi. Bà nói ừ tự nhiên khóc chứ gì trời. Thấy chưa, tại sao mà bà khóc hai tuần rồi kêu bà khóc một tuần nữa? Vì bà này bà khóc chưa đủ đô. Lúc hai tuần đó mà nói là bà không nghe, mình kêu bà khóc thêm một tuần nữa mới đủ đô. Khóc thêm một tuần nữa tàu bà thấm, giống như nó muốn sắp sửa hết nước mắt. Thì lúc đó mình mới nói là bà khóc như vậy mà ông đâu có sống. Đã là không sống thì bà phải sống, hiểu chưa? Ông không sống thì bà phải sống, mà bà sống mà khóc thì ổng buồn, mà bà sống mà vui thì ổng mừng. Mà nói vậy thôi phải là chịu nghe. Bà chịu nghe rồi đó, đó là lúc đó mình mới nhỏ nhẹ, nãy rồi mình phải nói mạnh. Có những con người rất là kỳ cục, nói nhẹ không nghe. Thí dụ như có nhiều cô lại buồn khổ khóc, mình kêu đừng có khóc, nín đi, thì càng kêu vậy thì họ mình nói cái bà này bà kỳ cục hơn cái gì, kêu bà khóc, đừng có khóc nữa mà bà khóc dữ vậy. Thì xong nhà Đức nói bà khóc cho chết đi. Tự nhiên bà quay lại lần nè, đứng lại quý vị, nghỉ khóc liền. Thì ra là con người mình nó ngộ lắm, giống như hai cái thằng mà nhát hết, nhào vô đánh, thật sự là không có dám đánh mà do mình can, do mình nhào vô mình can nên nhào vô buông tôi ra coi, buông tôi ra coi. Vậy mà mình buông ra cái quay đầu đi về. Có không? Có đó chứ không phải giỡn đâu nghe. Nhát hết rồi nhưng mà người ta can là làm ngư, cứ nhào 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 vô buông tôi ra coi, buông tôi ra coi. Mình buông ra cái đứng lại đi về. Nên từ nơi đó mà có những người nó khóc, mình đừng có năn nỉ họ, đừng có kêu, đừng có khóc, mà mình kêu họ khóc đi, ngồi đó khóc đi, chừng nào hết khóc nói chuyện. Ngộ lắm. Tại vì những đức mỗi lần buổi sáng ăn cơm xong bên hữu pháp á là nhiều người ta đến, nên ai mà buồn khóc thì đức nói mời cô bắt cái ghế lại ở đây khóc đi. Khóc xong rồi tôi tiếp, để tôi tiếp mấy người không khóc. Thấy cái này ghê không? Là kinh nghiệm mà, kinh nghiệm mà. Vừa nói xong mà nói dạ thưa thầy, con cầm được nước mắt rồi thầy ơi. Thấy không? Thấy chưa? Vừa cầm nước mắt như Đức nói được rồi, bà cầm nước mắt thì tiếp bà. Thấy không? Nó thì nói chuyện qua, nói chuyện lại một chút. Gặp những trường hợp mà gia đình người chết này kia rồi khóc lóc, kêu gào ghê. Những đức nói lúc còn sống thì không có trân quý đâu nghe, lo đi làm ăn, lo đi kiếm tiền, lo chạy đôn chạy đáo thăm lên một chút nói không có thời gian. Bây giờ chết rồi khóc nói dạ con biết lỗi rồi thầy ơi, thầy nếu mà cho con cơ hội lại thì con sẽ sống tốt vì vợ con hoặc chồng con hoặc cha mẹ của con, nhưng mà bây giờ chết hết rồi trời ơi. Nhiều ngư lắm, rất là nhiều ngư. Nên từ nơi đó mà ngộ ghê á. Lúc còn sống thì tưởng nó là họ sống hoài, chưa chết đâu, nên không chịu quan tâm, chịu ngó ngàng đâu. Mà khi mà bệnh rồi bắt đầu là ép nó ăn. Lúc còn sống thì khỏe thì không cho ăn, nó ăn khi dành nhau. Mà khi chết rồi đúng ăn. Ăn đi anh ơi, anh ăn đi. Hiểu không? Nó nhiều người ngộ lắm, khỏe không chịu ăn đâu mà uống thuốc thì uống. Có đó, thuốc thì tối ngày bọc 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 đi uống vậy đó, còn ăn đồ ngon đồ này kia thì không dám ăn.
Nó hoặc là bố thí cúng dường thì không dám làm, nhưng mà uống thuốc thì uống. Có những người giàu thiệt là giàu vậy, có tiền thiệt là nhiều, không dám tu phước tu duyên, không làm thiện. Nhưng khi bệnh gì rồi nói bác sĩ là bác sĩ chỉ cần trị tôi hết bệnh thôi, bác sĩ chỉ cần trị tôi hết bệnh thôi, bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ ra hết, bác sĩ ơi là bác sĩ, bác sĩ cứu giùm con đi bác sĩ, bao nhiêu tiền con cũng chịu hết bác sĩ ơi bác sĩ. Nói vậy coi đó, tiền đổ sạch nhách hết trơn, cuối cùng dặn chết trên quẹo. Thấy chưa, ông nghe nó tình lý lắm nghe quý vị, nghe dễ hiểu lắm, không dễ đâu nghe. Nó áp dụng vào cuộc sống đi. Bây giờ nói tóm lại là chúng ta khi còn có duyên gặp với nhau trong cái cuộc đời này, thôi chúng ta cứ hết lòng với nhau đi. Hiểu chưa? Hiểu không? Đừng có đợi những ngày tháng xa nhau rồi lúc đó mới liên tiếp. Hiểu không? Bưng một dĩa trái cây đem lên cái mộ. Ông ơi, trái cây này ông thích ăn nhất nè. Ông ơi, tôi gọt cho ông bao nhiêu ông ơi. Chẻ cái trái cây ra, ông ăn đi, ẩm ngộm ngộm. Thấy không? Ngồi đó kể lễ. Thấy không? Thôi, những cái này nó giả tạm lắm. Chúng ta hãy xác thực trong cái cuộc đời này, đang sống với nhau này. Cha mẹ còn sống, nhiệt tình phụng dưỡng cha mẹ. Anh em cùng mẹ cha sinh ra, anh em hơn, mình mừng giùm cho anh em. Mày muốn đòi nhà xịn, cho nhà xịn mày luôn. Cha mẹ chia cái gì tao nhận cái này. Muốn đòi phải không? Được, cho anh, cho em luôn. Không có giật giành, không có hơn thua giữa tình anh em, mà lại đưa ra tòa để kiện cáo về vật chất. Con người mình như vậy thì còn nói gì là trí thức nữa quý vị. Anh em cùng mẹ cha sinh ra, vậy mà tiền bạc giành giật nhau, anh khổ em không giúp, em khổ anh không giúp. Có cái bà kia bà bình luận, bà nhắn tin lại, bà nói một câu: anh em muốn giúp nhau mà vợ không cho thì làm sao thầy? Trời ơi, tao hỏi câu đó gì cũng đi hỏi. Anh em ruột mình làm chồng, bây giờ mình muốn giúp anh em của mình, vợ không cho, mình phải có quyền chứ. Còn mình không có quyền, có quyền giữ thuốc, bó tay còn gì nữa, không lẽ mình kêu quýnh họ, đúng không? Mình là người đàn ông, mình là người vợ trong nhà, nó phải có cái lễ phép, nó có cái đạo đức thì tự nhiên giữa hai bên nó có lễ với nhau, đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ mình làm vợ nó đi, cái chuyện mà gia đình bên chồng của mình đang nghèo khổ, cha mẹ già vậy, bây giờ đừng có đợi chồng mình nói, bản thân của mình nên có cái sự quan sát nhạy bén một chút. Lâu lâu là lễ lộc Tết nhất gì là đừng có đợi chồng nói là mình đã ra tay cái chuyện đó trước à. Nó cho gia đình bên chồng đàng hoàng, mình giúp cho cha mẹ bên chồng, mình thăm lơm, mình thế chồng làm việc này đi. Tự nhiên mỗi lần chồng mình đi về bên nhà nó, cái là nào là anh chị bên chồng, mẹ cha bên chồng đều khen vợ, nở mặt nở mày. Thì nó mình làm như vậy là một cái hành động để dạy chồng mình là nên đối xử với cha mẹ của mình như mình đối xử với cha mẹ người ta, đúng không? Đối với cha mẹ ruột của người ta mình keo kiệt, thì đối với cha mẹ mình ta keo kiệt. Nhưng mà mình là người đàn ông, vợ mình nó keo kiệt với cha mẹ mình, nhưng mình đừng có keo kiệt với cha mẹ họ. Mình là đàn ông tâm lượng phải lớn, đàn bà tâm lượng phải hẹp. Hiểu không? Tâm lượng người đàn ông mình phải lớn, mình mới dẫn dắt người phụ nữ được. Người phụ nữ mình mới dẫn dắt người ta được. Các vị nghe rất rõ ràng. Thí dụ giờ mình có chồng mình cảm ơn, mình cảm ơn cha mẹ chồng sanh ra nuôi nó có thằng chồng này. Chứ thằng chồng này đâu mà nó ra, hôm nay chờ rớt xuống này đá nó chui lên, tự nhiên có chồng này à. Hiểu không? Phải cảm ơn cha mẹ chồng. Mình có làm dâu thì mai mốt mới có con dâu. Mình không làm dâu, ai làm dâu cho mình? Mình không làm dâu thì đố mà đời mình có dâu. Có dâu nhưng mà nó không làm dâu thì mình đâu có làm. Dọn nước trước nhiễu làm sao thì dọn nước sau nhiễu vậy. Bây giờ mấy cô không có làm dâu là mấy cô biết sau này mấy cô không có con dâu đâu. Nó, nhớ nghe, nghe. Hiểu không? Không mà nghe những đức nói chuyện, nghe nhiều cái bị nghe bị thấm thiết như vậy. Nghe cảm giác như là nó nghe hoài vậy đó. Không có mắc tiểu. Ừ, ngộ ghê á. Cái bà kia bà nói rõ ràng mà, bà nói là trời ơi trời con bị thẳng đó thầy. Cái tiểu hoài à. Nhưng mà con ngồi nghe thầy 2 tiếng không đi tiểu.
ngộ ghê, giảng đến mức mà bí tiểu luôn. Nó đặc biệt, con người mà nó cái tâm trạng mà nó đặt vào chỗ nào mạnh rồi là những cái thứ khác nó quên. À, nếu là như vậy thì nếu là ung thư mà đặt ngay câu A Di Đà Phật thì giải bệnh ung thư liền á. Ồ, hay thiệt nha. Vì nhớ nè, ung thư chưa có đáng sợ đâu. Cơ thể chúng ta về nói về cái việc mà khoa học nói là khỏe đó, về cái tế bào khỏe nó nhiều dữ lắm, cực kỳ nhiều luôn. Thí dụ như bây giờ chúng ta có 1000 tế bào khỏe thì trong tế bào bệnh nó chỉ có 10 cái tế bào bệnh thôi. Không lẽ bây giờ quý vị lấy nguyên một cái dàn tế bào khỏe để đầu hàng tế bào bệnh? Nhưng mà do mình nghĩ ung thư mình sẽ chết, nên vừa ung thư cái là mình nghĩ rằng bây giờ chồng mình có sống vậy không, hay là nó bước thêm bước nữa, rồi con mình, rồi chồng mình bước thêm bước nữa, rồi con mình có được người ta thương yêu hay không, rồi của cải của mình, của cải của mình vào tay con vợ bé, thấy chưa? Mà mình vừa bệnh là mình nghĩ vậy rồi đó. Mình ngồi mình nghĩ khơ. Rồi bắt đầu là mình sợ mình xấu. Rồi bắt đầu là chồng mình đi về mà chưa cười với mình, cái mình nói ủa lúc này tôi ung thư, tôi thấy ông là không có ngó hàng gì tôi hết trơn đó nghe, tôi thấy tệ lắm rồi đó. Thấy chưa? Là mình bị nội tâm liền, gọi là tâm bệnh còn đáng sợ hơn thân bệnh. Hiểu chưa? Có cái bà kia, bà kể rõ ràng, bà nói là thầy ơi biết không, lúc trước mà bác sĩ báo con bệnh ung thư đó thầy, là ung thư trước rồi. Nhưng mà khi bác sĩ báo con bệnh ung thư một cái là ngay cái chỗ mà khám bệnh mà báo đó đó thầy, là con chón dán mặt mày thôi. Mà trong khi ở nhà con chạy xe đến cái chỗ khám bệnh con phải re như người bình thường. Như vậy đó mà khi mà báo cho con biết bệnh ung thư cái là gọi là cái điện thoại gì là cái đầu. Bây giờ mà con quay cái đích điện thoại là hết biết cái gì chưa. Rồi xong bấm cái số điện thoại, điện thoại anh ơi lần rước em đi anh ơi. Ủa cái gì vậy trời, cái gì vậy bà, hồi sáng khỏe re xách xe chạy dù dù sao mà bây giờ cái gì mà cái gì nè ung thư ở trời đó. Ở đâu, ở chỗ nào? Nó chạm xã nào con không biết luôn nữa. Chạm xã nào em không biết nữa anh ơi. Bà tính kỹ mà hỏi bác sĩ coi chỗ nào tôi mới chạy đến chứ giờ tùm lum chạm xã tùm lum bệnh viện tôi biết chạy chỗ nào. Bác sĩ ở đây là đâu bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ nói phòng đa khoa Đại Tục Lập chăng hả? Anh ơi phòng đa khoa Đại Tục Lập anh ơi. Bác sĩ ông khám em bị ung thư rồi trời ơi. Ông nguyên em vô chùa niệm Phật đi. Ở đây phòng đa khoa Đại Tục Lập cái đầu chàng niệm Phật. Bác sĩ ông khéo ông kêu vô đó niệm Phật. Ông vô đó thì nghe thầy Đức giảng. Rồi bà kết duyên niệm Phật đi. Rồi mai mốt phòng niệm và thử năng sáng. Bà niệm đây có duyên, mai mốt nếu mà thọ mạng đến thì vô phòng niệm. Còn nếu thọ mạng mà còn thì tiêu nghiệp hết bệnh. Bác sĩ này cũng không đơn giản. Biết và phát. Quý vị nhìn vào phòng khám đa khoa Đại Tùng Lâm, quý vị nhìn và thượng để mấy chữ A Di Đà Phật là đại lưu dương. Ghê chưa? Và thượng để cái bảng mà bên đó nhìn qua đây là ý đó, cái người niệm Phật này phải nhìn qua đó. Nhìn qua đó, nhìn vô cái chỗ phòng khám đa khoa nói rằng là A Di Đà Phật là đại lưu dương. Nghĩa là quý vị đang niệm Phật, quý vị là người niệm Phật thì A Di Đà Phật là đại lưu dương. Còn ở ngoài đi vô thì vô đó khám đi. Ngoài vô vô khám đi. Còn người niệm Phật thì A Di Đà Phật là đại y dương. Thấy chưa? Bà thượng mình làm việc nó đơn giản nghe vậy. Tính khỉ lắm chứ không vậy? Nghe không? Nhưng mà lỡ mình lỡ đây mình lễ Quan Âm được mà, ví dụ như mình uống thuốc quen một hai viên thuốc thì tỷ vị qua đó uống viên thuốc. Chuyện đó của vị vị đúng không? Đó, nhưng mà ở cái đạo tràng niệm Phật này A Di Đà Phật là đại y dương. Đó. Có nghĩa là A Di Đà Phật chỉ báo bệnh mà không có tác dụng phụ. Hay lắm, phải tin. Tin nghe. À, phải tin. Nên cái tâm lý bệnh nó ghê lắm. Ung thư là nó có trước rồi, đâu phải là khám nó có. Vậy mà khám xong cái là ngắt ngay. Ung thư rồi,
Về tự nhiên ăn cơm nước cũng được chứ nha. Hai tuần sau ốm nhơm ốm nhách, mặt bèo nhèo. Ngộ không? Tâm lý bệnh. Bây giờ là chúng ta phải giải tỏa cái tâm lý này nè. Bác sĩ khám mình cái, cô bị ung thư à? Gì? Ung thư? Ung thư? Nói cô bình tĩnh cô, đừng nên bắn lộn quá cô. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Đừng nên bắn lộn điên nghe cô. Nói không, tôi đang chờ ngày này đó. Trời trời cái gì trời. Mình là người đi Phật mà đúng không? Lúc trước tới giờ tôi giải đãi lắm. Lễ Phật mà có nửa thờ tôi nghĩ. Hoặc tôi đang nghe pháp nhưng chạy vòng vòng. Bây giờ cái gì? Ung thư rồi phải không? Ung thư rồi phải không? Kể từ đây là tôi tinh tấn á nha. Ung thư rồi đó là tôi tinh tấn á. Vì sao? Vì sắp chết rồi. Chết rồi phải tinh tấn chứ sao? Đúng không? Tôi bây giờ ung thư, tôi xin thưa bác sĩ là tôi mừng lắm á. Dù đó giờ tôi cầu sinh cực lạc. Bây giờ sắp sửa đi rồi đó. Cảm ơn bác sĩ nha. Thấy không? Đặc biệt không? Đó, về phơ phớ gặp mọi người nói: chị, em ung thư rồi đó chị. Đa phần người ta ung thư á là người ta ưa giấu, bệnh người ta ưa giấu. Hiểu không? Để người ta mang một cái tâm trạng của bệnh buồn, khổ. Đúng không? Còn mình gặp mọi người mình nói: chị, em ung thư rồi đó chị. Anh, em ung thư rồi đó. Mình chơi vậy đó. Mọi người nói cái bà này chắc bà điên rồi đó. Làm gì ung thư mà khoe ung sùm hết trơn cái bà. Không phải em điên, nhưng mà em muốn nói cho tất cả mọi người biết, bệnh không phải đáng sợ như vậy. Em là người học Phật, em khác cái người không có học Phật. Biết không? Thấy chưa? Rồi không nói cái gì cũng có lý nghe. Mình phải làm như vậy để chi? Để cái người không học Phật nhìn mình mà ngưỡng mộ, để học Phật. Mình ung thư mà càng ngày càng đẹp. Nó càng ngày càng đẹp luôn. Vì sao mình còn vui hơn ngày xưa chưa ung thư? Ngày xưa chưa ung thư thì mình cái gì mình cũng chấp tiền bạc, mình giữ gìn tá lả âm binh. Chồng mình nói chồng của tao không ai được nhìn. Bây giờ mình ung thư rồi mình nói mày nhìn đi. Tại vì một ngày tao cũng chết, mày tha hồ mày nhìn. Bây giờ mày muốn nhìn mày nhìn đi. Đúng không? Ngày xưa chưa ung thư, 1,000, 2,000 lại Quan Âm lại còn thấy đuối. Còn bây giờ ung thư rồi, nói thầy lại thêm 1,000 nữa đi. Hiểu chưa? Cái tâm lực đó đó quý vị phải nhớ là những đức nói vui vui mà. Thật sự là phải như vậy. Thật sự là phải như vậy. Mình ung thư mình nêu lên cho mọi người nói chị nên đi xạ chị đi chị ơi. Chị phải ăn kiêng nghe chị ăn gạo lứt muối mẹ nghe chị đi, chị bệnh nghe chị nói. Tôi ăn bình thường. Thử coi sao? Ung thư hả? Ăn thua gì? Không có sao cả. Tôi bây giờ đang chờ chết. Còn mình chơi vậy luôn. Nó mình sống vậy đó. Mình tin là chừng nào thỏa mãn đến nó mới chết. Chứ đâu phải nó muốn chết đâu. Nên mình buồn, mình khổ, mình héo hon. Nhưng mà những ngày tháng mình sống đó có được cái gì đâu. Không được cái gì cả. Công nhận quý vị. Những ngày tháng quý vị sống, quý vị phải đi đến cái chỗ thỏa mãn kết thúc. Thí dụ như bây giờ bị ung thư, bị buồn, bị ốm nhơ, ốm nhách, te tua thả tơ. 10 năm sau nó mới chết. Vậy tại sao quý vị không sống 10 năm sau tuyệt vời đi? Những đức nói với quý vị nghe 10 năm ung thư đó mới chết. Nếu như 10 năm đó quý vị an lạc, bị vui, bị tự tại, làm thiện tu hành, nó kéo dài tuổi thọ, tiêu nghiệp, hết bệnh. Giỡn đâu. Đúng ra là cái bệnh ung thư này 10 năm mới chết, nhưng buồn quá có 2 năm sau chết queo. Buồn. Nó buồn quá nó tiêu phước. Buồn rồi nó tiêu cực, tiêu phước, chết sớm. Nó giống như một cái cây, đúng ra nó được sống nhưng mà không ai tưới nước nó chết. Thấy chưa? Vậy thì con người này không có tích tụ nguồn năng lượng nên chết luôn. Nên bệnh chưa chắc là chết mà là buồn chết. Nên con người sống trong cuộc đời này không có một cái gì mà có thể giật ngã chúng ta được. Cái tâm chúng ta phải bình tĩnh. Yên tâm đi, gặp chùa này rồi thôi khỏi cần lo. Khỏi cần lo. Hiểu không? Bên nào cũng phòng hộ niệm chứ mà lo gì. Hiểu chưa? Muốn cái gì vô đây. Nó mai mốt cái phòng hộ niệm này cắt. Đang cắt cái phòng hộ niệm bự quá trời. Cắt phòng hộ niệm bự. Nhưng đức sinh hòa thượng, phòng hộ niệm này cắt xong cho con cái kho. Hòa thượng hỏi để gì mày? Quan tài.
chuẩn bị quan tài. Chùa mình bên nào cũng có quan tài, bên nào cũng có cái kho quan tài. Cái chỗ này phải chuẩn bị quan tài đẹp ngon. Ai buồn buồn cho vô quan tài nằm chơi. Vô đó nằm đi chứ đừng buồn. Vì sao? Vì buồn rồi cuối cùng cũng vô đây nằm mà. Đi tham lam đi giành giật đi rồi cuối cùng cũng vô đây nằm mà. Đất đai nhiều cò bay thẳng cánh, cuối cùng cũng chui vô quan tài nằm mà. Bạn được bao nhiêu chỗ bạn nằm? Bạn có thể giang hai tay hai chân bạn ra phủ cả đất bạn không? Đất bạn có nhiều cỡ nào thì bạn cũng nằm cái quan tài bề ngang cho nửa thước, bề dài hai thước cho bạn quan tài đó luôn, chưa chắc bự gì đâu. Hiểu không? Nó thấy cuối cùng con người ta là cái gì? Quan tài. Vậy mà có nhiều người sợ quan tài. Đúng ra chúng ta phải đem quan tài vô phòng ôm ngủ. Đó là đúng, nó thiệt. Tại vì kết thúc của cuộc đời là vô quan tài. Tại sao mỗi ngày không nhìn quan tài, chơi với quan tài? Để nhắc nhở mình nên bớt hung dữ đi, bớt tham này đi, nên tu nhân tích đức nhiều đi, nên niệm Phật đi. Đúng không? Nghe thấy chưa? giảng này dữ quá. Tôi tính lên một tiếng thôi. Dưỡng sức 4 ngày hôm nay lên hết lòng rồi, khỏi dưỡng luôn. Đúng không? Bây giờ ha, mình nghĩ đi, mình hết lòng với người ta gì? Lỡ mình có khang tiếng người ta cũng tự thương mình. Có tội nghiệp mình vì mình hết lòng quá. Hết lòng lỡ mình có khang tiếng thì mình lỡ mình niệm Quan Âm. Dạ cứ tỏ mà đảnh nó lễ. Nam mô A Di Đà. Trời ơi, trời tôi kêu ông thầy gì đâu. Ông lại mấy ngày nay. Bữa nay ông khang tiếng thì ông lại tội nghiệp chứ kìa. Ông lại ông gặp từng câu từng chữ. Đúng không? Thấy tội nghiệp mà mình mình không hết lòng mà mình bỏ chừng giữa chừng nó dụng thầy này nói cho cố. Còn bỏ cuộc giữa chừng bắt âm thanh lên cho ta lại. Đúng không? Nên mình nói rằng mình phải hết lòng nhiệt tình. Lết bánh thì cũng lết cho mình nằm chỗ đó. Tôi nói chương trình 4 ngày này nghe. Tôi nói mà tôi mà nằm tại chỗ tôi cho bạn ca ginh ra để trước mặt quý vị. Không, những đứa nó thiệt luôn á, những đứa nó mà nằm tại chỗ những đứa kêu ginh băng ca ra để chỗ đó đó. Rồi xong bật cái âm thanh lên á, mỗi lần mà lại xuống lại tôi đưa cái tay lên. Không lại tôi đưa cái tay lên. Hiểu không? Cái tay đưa không nổi tôi đưa cái tay út lên đó. Đó. Thấy chưa? Quá nhiệt tình luôn đúng không? Nghĩa là mình không thể nào mà lỡ hẹn được. Không thể nào lỡ hẹn không được. Mình không lỡ hẹn với con người thì Phật A Di Đà cũng không bao giờ lỡ hẹn với mình. Đúng không? Nó nên quá nhiệt tình đúng không? Bây giờ bữa nay mới có ngày đầu. 3 ngày nữa thôi. Chưa được ngày đầu nữa chứ. Chưa được ngày đầu nữa. Hiểu không? Bữa nay mới vô cuộc chút xíu. Ô không đơn giản quý vị ơi, 4 ngày không đơn giản nhưng mà Phật Bồ Tát gia hộ. Đúng không? Phật Bồ Tát sẽ gia hộ. Có cái bà già mà mấy bữa nay giờ Đức kể cho bị nghe đây. Bả miền ngoài phải đi vô đây. Bây giờ mà lễ được 2000 lại rồi. Bả đi sao đúng không? Chân bị què, tay, cái đầu. Bả đi vô gặp cho Đức đi nè. Tôi kinh khủng. Bà gặp như Đức có nói một câu: chuyến này vô đây 2000 lại, không sót một. Ghê quá. Quá ghê. Bà thấy yếu quá mà. Ở đây 2000 lại một lần rồi. Ơn quá. Thầy đã nói mà không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nên con bền lòng lắm. Nó ủa bà què với bà lại sao hay lại hay. Nói là con cũng gán. Người ta thì quỳ được hai cái chân, con chỉ quỳ một chân. Bà què. Một cái chân quỳ còn một cái chân đưa phía sau. Bà lại đi gan con kỳ nhông. Mà gì ủa lại hai càng lại.
Bây giờ quý vị trong đây bị coi bị không tự tin hả? Thiếu tự tin là thua bà già. Bà nói là mỗi lần bà quỳ xuống là chân mới gung 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 gung. Ghê không? Vậy mà bà lễ 2000 lại. Bà nói từ miền ngoài vô đây bà lại 2000 lại. Bà nói câu này nè: nghe thầy nói ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp chết đang đọa lạc trầm lưng khổ đau trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Bản thân của mình ở cõi đời này khổ một, họ khổ 1000 1 tỷ. Nên con gì ông bà tổ tiên mà con phải lại Quan Âm 4 ngày cùng với các pháp hội này tu để con hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên con. Rồi không? Con nhìn chúng sinh khổ đau kiếp nạn dãy đầy, nương vào hạnh nguyện Quan Âm để mà cầu nguyện cho nhân sinh kiếp nạn quá giải, cái quốc độ được sống bình yên, nên con nhiệt liệt dù còn một chân con cũng lại. Ghê thiệt, thấy không? Mà trộ đi về đâu mà cái miệng con quyết để nó lại 2000 lại lại tới cùng nữa. Bà nói vậy đó chứ mày có tiếng giống những đức nghe. Bà nói vậy mà mình nghe cho mình xúc động, nó làm cái tâm lực của mình nó mạnh thêm. Trời, tại sao có những con người nó kinh khủng quá. Nên bây giờ bà nói ai mà nói là chân tôi đau, đừng nói hai chữ chân đau với tôi. Ai mà nói chân sống con hơi bị nhất, miễn bạn. Không có chân đau, không có chân sống nhất gì hết. Lễ xong 2000 lại, chân hết, xương sống hết. Còn không hết thì chết. Chúng ta nói rằng còn chết vì Phật Bồ Tát cũng vui, còn hơn còn chết vì thằng chồng. Đúng không? Ông vì chết vì Phật Bồ Tát là quý vị ta đều nói Phật Bồ Tát cũng bỏ quý vị đâu, lại Phật mà chết vì Phật Bồ Tát. Nên ở bên hộ pháp là cái bữa lễ 2 ngày Đức đem mấy cái bà già mà yếu xe lăn những đẩy hết, mấy cái bà yếu nằm chỗ đem băng ca ginh ra để một khu đó để làm chi, phải không? Một là bà niệm được, bà xá được, hai là bà ra đi trong lúc lễ Quan Âm luôn, chân luôn. Hỏi cái bà già nói con trẻ rồi không? Hỏi nói gì rõ ràng bà nghe, bà làm này. Con chịu, bữa đó thầy đưa con ra ngoài pháp hội đi. Trời ơi, đúng là mấy bà già này kinh khủng thiệt. Ở dưới kia kìa có ông đúng là mới thì hiện ghê thiệt chứ. Ăn vô không ra. Bệnh gì? Ăn vô không ra. Đúng là cái cõi đời này nó khổ thiệt. Không có ăn nó cũng khổ, mà ăn vào mà nó không ra nó cũng khổ. Kinh chưa? Bệnh gì? Ăn vô không ra. Là ông không có đi cầu được. Còn có một quy trình bên dưới đó, đem qua bên đây, bác sĩ ông chích cho hai cái hoa hủ gì vô cái bụng ông á, gì đó, để cho ông ra. Bác sĩ nói: ôi trời ơi, sư ông ơi, tại sao này là cư sĩ cho bọn bác sĩ thì ta gặp cạo đầu tới đó sư ông mà già già, sư ông là gửi cho hòa thượng là sư ông, nhưng mà thấy ông này cạo đầu già già kêu sư ông. Sư ông ôi sư ông, đúng ra một hũ thôi là bèn bẹt rồi, nhưng ông hai hũ và nó không ra, con bó tay chịu thua. Thôi đưa sư ông xuống tỉnh đi. Tôi dưới kia bác sĩ nói ông là phải mổ. Phải mổ tại vì nó bị cái gì ở trong đóng băng cứng ngắc không chịu ra, phải mổ để lấy nó ra. Ông nói cái gì mổ hả? Không, không mổ, đi về. Ghê không? Đi về luôn.
đi về luôn, đâu có chịu mổ đâu, tới bữa nay vẫn không đi, gì cái bụng gì nè. Mà mỗi lần ông gặp Nhân Đức là ông nói quyết chí giảng sanh, ghê không, kinh khủng không, quyết chí giảng sanh, ông làm vậy đó. Mà Nhân Đức mỗi lần gặp ông là Nhân Đức đó. Mỗi lần gặp mà ông chưa nói vậy là Nhân Đức nói quyết chí giảng sanh đó. Vậy đó quý vị, mà ông về chùa cái nghe mà tâm tư ông nói là bây giờ chết sớm càng tốt, chết sớm nó về cực lạc, chết sớm về cực lạc. Ông vừa nghĩ như vậy nghe quý vị, tự nhiên quý vị cái bụng ông nó xẹp xuống, mà vừa chưa đi ra nhưng bụng nhăn xẹp, người vẫn đi tới đi lui rồi trở lại bình thường luôn. Rồi ông nói chuyện hoạt bát rồi bình thường luôn. Rõ ràng là một con người khi sợ chết là nó tiêu cực sanh ra, là con người này nó giống như nó bị yếu luôn vậy đó. Mà con người khi sanh cái tâm giảng sanh đó quý vị, là tích cực tư tưởng nổi ra liền. Tự nhiên ổng bây giờ nói chuyện bình thường luôn quý vị. Đây là rõ ràng thấy chưa. Bởi vì mình là người niệm Phật là phải ghen, quan trọng là ghen, hiểu chưa, phải tin Phật Bồ Tát nghe. Nhiều người chúng ta khi gặp sự buồn khổ hoặc là chúng ta bị bế tắc trong cái hoàn cảnh gia đình của mình, từ nơi vợ hoặc chồng hoặc con, hoặc là mình cứ sao làm ăn hoài mà cứ nghèo, rồi bệnh đau, nhiều cái mà nó làm cho mình thành như tâm bệnh, giống như khổ tâm nặng nề, thấy hoàn cảnh cuộc sống của mình sao lúc nào cũng là buồn, không có gì vui. Như quý vị đi về chùa thì đa phần là được vui vì mình nghe Phật Pháp. Mình nghe Phật Pháp mình cởi mở tâm tư được. Còn có những người ta không nghe Phật Pháp là người ta cứ mang cái tâm trạng buồn khổ để sống. Và có những người cứ nói rằng là thôi kệ, cứ sống hết một đời vứt cho rồi. Có những người ta khổ, người ta nói sống hết một đời phước cho rồi. Hoặc là người ta bị chồng hắt hủi đánh đập gì, người ta nói thôi, cứ thôi sống rồi tới nào chết là hết rồi. Nghĩa là nếu như mình mà không nghe Phật Pháp thì thôi cái cuộc đời của mình nó thiệt thòi dữ lắm. Có những người ta không nghe Phật Pháp người ta cũng nhẫn chịu lắm, nhưng mà nhẫn chịu với số phận hẩm hiu khổ đau, mà người ta không vượt lên cái số phận. Cái này mới là cái quan trọng này. Nhẫn thì cũng là chữ nhẫn, nhưng mà lại nhẫn chịu số phận, không chịu vượt lên số phận. Còn người học Phật á thì chúng ta cũng nhẫn chịu cái khổ đau, chịu được, nhưng mà lại mình vượt lên được số phận. Là mình nghe đạo, mình cởi mở tâm tư, mình vượt lên số phận. Thí dụ như con người mình đi đến cái cuộc đời này, sao mình làm ăn hoài cũng không được. Giống như tiền vào với mình ấy, chưa được gì hết trơn là thấy nó chạy mất tiêu. Thì mình biết là trong mạng mình nó không có tiền, thì Phật dạy mình là phải bố thí, có tâm bố thí. Nhớ nghe, nhớ cái câu là có tâm bố thí. Có những người mình nghèo, mình có tiền bố thí, nhưng mình lại luôn không có tâm bố thí. Là thấy ai làm cái gì cái chỉ trích, thấy ai cho ai mà không cho mình cái ghét tức vậy đó. Hoặc thấy ai giàu hơn mình quá, chù cho nhà ta sập. Cái tâm đó là tâm ác đó, tâm ác đó. Nên mới nói là có tâm bố thí, là thấy người ta được lợi ích tốt hơn mình, sung sướng hơn mình mừng giùm cho người ta. Không lẽ giờ mình khổ, mình muốn cho người ta khổ giống mình nữa. Nên mình đã khổ rồi, nên mình thấy người ta mà khổ như mình thì hê thảm quá. Nên người ta không khổ như mình, nên mừng cho người ta khổ, mừng cho người ta sung sướng mình nó lộn. Mừng cho người ta sung sướng hơn mình, đó là tâm bố thí đó quý vị. Nhà mình nghèo mà nhà kia người ta giàu, người ta còn trúng số nữa mình ấy. Thôi kệ, người ta trúng số, nhà người ta có phước, mừng cho người ta trúng số. Chứ mình đừng có nói câu là tiền mà cũng nịnh giàu, ông trời cũng nịnh nhà giàu. Nó giàu quá trời giàu mà còn cho trúng số. Làm gì cho trúng số? Trong mạng người ta có tiền thì người ta trúng số.
chứ không ai cho họ, hiểu chưa? Trong mạng họ mà có rồi là làm chơi cũng có không? Còn trong mạng mình không có rồi làm thiệt cũng không có không? Cố gắng tính toán cũng không có không? Thông minh tính cũng không có. Còn trong mạng họ có rồi họ ngồi chơi cũng có người đem đưa cho họ nữa. Nó lạ, đem đưa tới chỗ cho họ mà họ cũng không cần, không cần cũng đem đưa nữa. Còn mình thì mình cố gắng suy nghĩ, mình tính đủ cách thủ đoạn mọi cách luôn, vậy mà không có chứ là không có. Mình đi ăn cắp của người ta đem về thì có tai họa liền. Không có tiền rồi vừa thò tay lấy của người ta có bị công an bắt. Tại vì trong mạng nó không có tiền nên nó vừa đụng đến cái là bị công an bắt liền. Còn người ta có tiền đi khơ khơ cũng lụm được tiền. Đó là vì trong mạng người ta có tiền. Nên bây giờ mình biết cái số phận mình nó quá nghèo khổ, hiểu không? Thì mình mang một cái tâm á, là thấy người ta sung sướng mình mừng giùm người ta. Có chỉ cần có tâm mừng thôi gọi là có tâm bố thí chứ. Rồi người ta được lợi ích gì, người ta vui, gia đình người ta hạnh phúc, rồi mình mừng giùm người ta. Thấy người ta làm được việc lợi ích tốt mình mừng, mình tùy hỷ cái tâm. Chỉ cần có những cái tâm như vậy thôi. Rồi mình đi lại nhà ta, mình thấy nhà cửa ta đầy đủ vật chất hết chứ, thì như thế nào mình mừng giùm cho nhà người ta. Chỉ cần có một cái tâm vậy gọi là có tâm bố thí. Nhớ nha. Nên nhiều người mình khi nghèo quá là cái tâm tiêu cực nó sanh ra. Cái tâm tiêu cực nó sanh rất là nhiều. Nó sanh đầy cái tâm tiêu cực ấy, thì không muốn ai hơn mình ấy. Mà lâu ngày rồi nó trở thành cái tâm hẹp hòi. Tiêu cực rồi hẹp hòi, cực kỳ hẹp hòi luôn. Quý vị thấy đi, có những người ta quá nghèo người ta thành quá hẹp hòi. Thí dụ như mà cầm tiền cho ai họ kia họ cho ít thôi, là không phải tiền họ đó mà mình đem cho tiền hay cho cái gì người khác là họ kêu cho ít thôi, họ gích gắm họ gích lại. Hoặc là gia đình có người thân ở nước ngoài rồi về đi cho tiền cho gạo ai cái họ giấu bớt lại. Đó 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 là vì nghèo quá nó không có tâm bố thí, rồi nó còn keo kiệt, rồi bắt đầu là nó gích gắm. Mà cái tâm này là cái tâm nó mạt riệp luôn, nó mạt đời đời kiếp kiếp chứ không phải một đời quý vị. Nó sanh ra đời đời kiếp kiếp để mà mạt tàn không có cái gì nữa. Thấy chưa? Nên mình nghe đạo mình mở tâm lại, mở tâm lại. Ví dụ như đời mình tuy là nghèo vậy chưa chắc nghèo cả đời đâu. Mình chỉ cần bố thí cúng dường, mình chỉ cần có một cái tâm. Ví dụ như người ta có tiền người ta bố thí rất nhiều, mình có tiền mình có một chút xíu mình cũng biết bố thí. Mình chỉ cần có một cái tâm đó. Ví dụ như người ta có tiền rất nhiều nhưng người ta bố thí một số tiền mình nghĩ lớn dữ lắm, nhưng thật sự số tiền đó rất là nhiều, cái chuyện làm nó nhỏ lắm. Còn mình ở dưới cái số tiền cầm nhỏ lắm, nhưng mà do mình có tiền nên tính ra cái tâm bố thí của mình không có thua người ta đâu, không có thua người ta. Nên mình chỉ cần có một cái tâm bố thí. Nên lúc mà đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi mà ngày học với thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Lý Bỉnh Nam biết Hòa Thượng Tịnh Không là người thông minh, nhưng mà nhìn ông này trong mạng không có phước, hiểu chưa? Nếu ông có phước ông khó hoằng đạo lắm. Ông có phước sao ông hướng dẫn người ta tu, ông làm việc Phật sự. Không có phước mới làm được. Hãy nhớ, có trí huệ mà không có phước không làm được. Thì thầy Lý Bỉnh Nam chỉ ông phải có tâm bố thí. Từ tài thí vô ý thí. Làm những cái việc pháp thí ông làm. Rồi thầy Lý Bỉnh Nam hỏi là ông có tiền, số tiền như vậy vậy là dạ không. Vậy ông có một chút tiền gì không? Dạ một chút đó thì con có. Nó là từ một chút đó mà làm. Thấy người ta phóng sanh, ông bỏ một chút vào phóng sanh. Thấy người ta in kinh, bỏ một chút vào in kinh. Thấy người ta làm tượng Phật, bỏ một chút vào làm tượng Phật. Thấy người ta xây chùa, bỏ một chút vào xây chùa. Ông có một chút, ông làm một chút đó thôi. Ông cứ chân thật mà làm. Và tự tin không, người nói rằng càng làm càng nhiều. Càng làm càng nhiều. Rồi ông có cái pháp hay, ông chỉ người ta cái pháp tu hay. Có nghĩa là ông biết cái gì hay ông chỉ cho người ta. Là Hòa Thượng Không người nói càng làm càng thông minh. Nó rồi ông ăn chay, ông phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Trong khi sách số coi Hòa Thượng Không chết năm 45 tuổi. Vậy mà năm 45 tuổi là ngài gặp một trận bệnh thiệt là nặng. Ngài nói rằng tới rồi. Lúc đó ngài chân thật ngài niệm Phật. Ngài chân thật ngài niệm Phật. Vậy mà ngài vượt qua rồi ngài tiếp tục ngài giảng kinh thuyết pháp nữa. Vậy mà ngài sống thêm hơn 45 năm. Hòa Thượng Không tới 90 mấy tuổi mới chết.
từ nơi đó thì sống hơn 45 năm nữa. Thì đó là rõ ràng từ cái tài thí Ngài thay đổi số mệnh đại lão là từng không thôi. Cái phúc báo của Ngài lúc còn tại thế thôi, Ngài làm việc Phật sự thôi lớn quá trời lớn. Ngài đi đến nơi nào giảng pháp đó quý vị, là một cái xe pháp thí chở đến đó để tặng. Tặng đó quý vị à. Phước của Ngài lớn đến mức như vậy đó. Đó. Còn Ngài đi đến nơi nào Ngài, người ta mời Ngài đến giảng pháp đó nghe, Ngài chưa đến là tiền Ngài đã gỡ đến cúng dường trước. Quý vị coi cái tâm Ngài lớn vậy đó. Nó có nghĩa là cái sự bố thí của Ngài rất rộng lớn. Mà ngày xưa bắt nguồn từ một con người nghèo khổ, mà vậy mà nghe lời có tâm bố thí thôi, nhưng mà thay đổi số phận. Cái buổi giảng này đúng là nó hừng hực nha quý vị. Nghĩ không, mình là chia sẻ Phật pháp là nghĩ bất tử lắm. Có nhiều cô nói rằng là trời đang nghe đang hướng hướng lên gì, tự nhiên thầy nói nghĩ, đang hướng lên gì tự nhiên nghĩ cơ. Nghe không? Nghĩ hồi hướng. Hồi hướng theo quý vị ơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta về đây để lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày quý vị. Nên 4 ngày này những đức chia sẻ Phật pháp, niệm Phật cùng với quý vị, phóng sanh cúng tế thực xuyên suốt 4 ngày nha. Nên người sống của chúng ta, mình có ăn thì mình mới sống nổi, chứ không ăn là mình chết rồi. Nên từ nơi đó mà khi chết rồi thì họ cũng quen là từng ăn rồi. Nên là mình mỗi năm mới có đám giỗ, nhưng mà không có ăn, không có cầm đồ ăn được như mình còn sống mình cầm mình ăn, mà người ta hưởng cái hương vị, hưởng cái hương vị. Nếu như một cái nơi mà tu hành đồ này kia, đồ mà cúng thì đặc biệt lắm. Nơi mà tu hành gì, niệm Phật đông người gì mà mình cúng á, mà chư hương linh mà ta hưởng cái là ta no lâu lắm, no rất là lâu, mà ta hưởng được cái phước vị, cái hương vị của tu hành, đúng không? Thù thắng như lắm. Nên quý vị về đây, ngồi đây, ở đây cũng có nhiều cô quý vị đã mang nghiệp phá thai. Nên khi mình đi đến đây là thai nhi cũng được đi đến đây. Khi nghe một bài chia sẻ Phật pháp là thai nhi cỡ mở tâm tư biết bao nhiêu mà nói. Như bản thân của quý vị mà vui khi nghe pháp là thai nhi đang vui, quan gia đang vui, bị nhớ nè. Nên tại sao trong nhà Phật nói là âm siêu dương lợi. Nên người âm vui thì người sống vui, mà người âm họ không vui là người sống sẽ buồn, sẽ phiền phức. Mình vậy mà bình an, mình vui là nhờ người âm người ta vui. Nên mình cúng lý thực cho người ta là mình tưởng nhớ đến người ta. Rồi mình chia sẻ Phật pháp người ta nghe là nhờ mình tưởng nhớ, mình cúng cho người ta cảm ơn mình. Nên mình chia sẻ Phật pháp người ta nghe. Và coi tất cả những con người chúng ta sống trong cuộc đời này mang tâm quán thù là khổ. Đã là khổ vì tâm quán thù, vậy thì quá giải tâm quán thù để mà nương vào bổ nguyện niệm Phật về cực lạc thì sung sướng. Nhớ nghe, quan gia trái chủ thai nhi hay cô hồn chết quan chết ức, chúng ta nghe như vậy rồi nên nương vào bổ nguyện niệm Phật để đi về cực lạc. Chứ đừng có mang tâm quán thù đòi nợ nhiều đời nhiều kiếp mà không quá giải cái nghiệp này thì khổ lắm. Nên trong nhà Phật có nói là quan gia nên giải không nên kết. Nên về đây, rồi quý vị về đây là người thân mình chết chưa siêu cũng theo về đây. Nên nhớ từ nơi đó mà cái lợi ích này rất lớn. Khi chúng ta mà nghe pháp niệm Phật xong, mình ra cúng tế thực phóng sanh để mình hồi hướng cho người ta. Nên cái lợi ích này rất là lớn. Nên những đức trước khi mà cúng tế thực có vài lời mình chia sẻ gì để cho chư hương linh người ta nghe, để người ta quá giải cái tâm hận thù, để mà người ta niệm Phật để về cực lạc. Rồi chúng ta đem cái công đức này chúng ta hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thật tâm thường an lạc và đều tin pháp môn niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu
ngũ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chậm vong độc vào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Nhờ hưởng được cái công đức này mà thằng Thích bị được sáng suốt và tín nguyện niệm Phật để sanh về cực lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương những tiết Phật từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đang ngô tình chung ngã kim thấy như cung, thờ thực biến thập phương nhất thiết hồ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự ngô tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đáng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, thờ thật biến thẩm phương nhất tiết cô hồn cầm, công đức vô cập nhất thiết, ngà đặt giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, á ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, á ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Con hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, à có nay sinh phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Về chùa mình một ngày chúng ta được phóng sanh 3 lần. Cái công đức phóng sanh rất là thù thắng. Nhiều người chúng ta mà bệnh hoạn hoặc là chết yểu cũng do từ cái nghiệp sát sanh mà ra. Những đức ngày xưa cũng là thợ nấu, nên những đức thấy có nhiều người người ta bán đồ hải sản, đồ hoặc là gia đình mà làm heo đồ này kia vì tuy là giàu nhất thời nhưng mà không tồn tại lâu dài đâu. Khi nó sạc nghiệp rồi là nó ập luôn vậy đó. Cái khi mà tiền mất tật mang, người chết mà của cải cũng mất nhớ mà đọa lạc. Nên cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp đáng sợ nhất. Vì chúng ta mỗi người thương nhất là thân mạng, thì chư Phật Bồ Tát cũng thương nhất là chúng sanh.
Nếu như mà mình ăn chay phóng sanh là tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát, nhớ nghe. Nên từ nơi đó mà về chùa được làm cái lễ phóng sanh. Nên những người mà ung thư bệnh này bệnh kia nên phát tâm ăn chay trường đi, phóng sanh. Con ruồi, con muỗi, con kiến con không có giết nữa nghe. Nhớ nè, bây giờ nó có những cái loại mà bắt muỗi cho mình ngủ á, thôi đừng có mua. Tại vì sao? Vì chúng ta ngủ mà để con muỗi nó chết. Thì đừng nên. Nói đây là mình nói người đi tu trong chùa thôi nghe. Còn cái người ở ngoài đời muốn mua gì ta mua, người ta bắt gì ta bắt kệ người ta. Hiểu không? Mình phiên cái người biết tu rồi đừng có sát sanh. Chỉ là vậy thôi. Còn ngoài ra ai làm gì kệ người ta. Mình khuyên đó là cái tâm thiện mình khuyên. Nên quý vị nghe rồi quý vị nhớ, con ruồi, con muỗi, con kiến con không có giết tùy tiện. Ngày xưa còn mua thuốc xịt muỗi rồi diệt kiến rồi thuốc chuột. Bây giờ nghĩ đi, chúng ta cứ là có cái tâm tu. Vậy thì quý vị biết rằng là cái tâm vị nó an lạc lắm. Mà từ khi ăn chay rồi con người nó cũng hiền nữa quý vị. Dễ tính, ít sân si. Những đức ngày xưa sân si lắm. Đi dưới sàn mà cái đầu đụng vô cây cột là cái búa đập bụp bụp. Sân si cỡ nào chưa. Vậy mà ăn chay rồi nó đỡ lắm quý vị. Nhiều lắm, thấy không? Khỏe. Nên chúng ta phóng sanh nha. Bây giờ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho mấy con chim xong. Khi thả ra thì ở xung quanh chùa này nè. Rồi nghe niệm Phật khi bỏ thân đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật quan hỷ, vỗ tay vui vẻ để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh.